nữa hiện ra, nhưng trong luồng sáng xanh, thân hình của thanh điểu phồng lên, nháy mắt đã to cỡ hơn một trượng, rồi lại hóa thành một vật không lồ to hơn trăm trượng, dưới một cái vỗ cánh, bao phủ toàn bộ ngọc đài ở phía dưới. Mà trên ngọc đài có ba người đang dứng, nhìn lên thân hình khổng lồ của thanh điểu trên không trung, sắc mặt có chút thay đổi. Đại trưởng lão, ngài cho hắn phục dụng viên xá lợi tàn tổn của đại trưởng lão đời thứ chín ư. Khi sắc mặt của Kim Duyệt đang âm tình bất định thì bên cạnh truyền tới giọng nói khó tin của lão già dâu đỏ. Sao vậy, tư trưởng lão hoài nghi ta cho tên dị tộc nhân này phục dụng linh đan diệu dược gì khác ư? Thiếu nữ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng trả lời, tư mỗ sao dám nghĩ vậy? Chỉ là người này nắm bắt thuật ảo hóa biến thân nhanh như vậy, hơn nữ còn biển ảo ra bằng điều chân thân, e rằng cấp bậc linh soái cũng chẳng qua là như vậy mà thôi. Có thật là người xuất thân từ nhân tộc không vậy? Lão già có chút hoài nghi, người tự mình giúp hắn dung hợp côn bằng chân huyết, Người này có phải là người của phi linh tộc chúng ta hay không, chẳng lẽ người còn không biết. Có điều người này sau khi biến thân có thần thông to lớn, cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Khả năng người này luyện hóa côn bằng chi vô đó, thực sự hàm chứa linh huyết của côn bằng chân thánh, sớm đã cải biến một số thể chất của hắn. Thiếu nữ sau khi trầm ngâm một thoáng, mới tìm ra một lý do này. Nếu là vậy thì cũng miễn cưỡng nói là may mắn. Mỹ Phụ cũng thở dài một hơi, nói, trên mặt lão già vẫn là vẻ nửa tin nửa ngờ, rõ ràng không quá tin tưởng đối với lý do của thiếu nữ. chương 1421, Kinh chập thập nhị biến. Kim Duyệt cũng không nói gì, ở trên không thu hai cánh lại, cả người dần dần thu nhỏ lại, nhanh chóng khôi phục lại dáng người như ban đầu. Một tiếng chim đại bàng hót từ trong miệng vang lên, linh quang trói mắt chợt léo, biến ảo ra một nam tử xích lóa, hai tay bóp quyết, một mảnh thanh hà vây lại, từ từ hạ xuống. Cô gái mở to hai mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm trước ngực nam tử xích lóa trước ngực là một đồ án đại bằng có màu xanh yêu dị trông rất sống động phát ra linh quy nát nam tử này hiển nhiên chính người dung hòa vào trong chân huyết của côn bằng rồi luyện hóa cùng với xá lợi hàn lập chân thánh pháp tương đây chính là thân cụ chân thánh chi huyết hơn nữa còn kích phát toàn bộ tiêu chí có hơn phân nữa là thánh tử trên người đều đã xuất hiện dị tượng có pháp tương này trong người các tộc còn lại cho dù hiểu rằng không phải là thiên bằng chân chính chỉ sợ cũng không có cách nào tìm ra lý do để không cho hắn tham gia thí luyện. Kim Duyệt u ám thở dài một hơi, sau khi tự an ủi mình một phen, cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. nhưng thật ra hai người Tư trưởng lão cùng Mỹ phụ nhìn thấy đồ án trước ngực Hàn Lập càng có chút không được tự nhiên. một gã tộc nhân khác trên người lại có chân thánh tinh khiết mà đại bộ phận cao tầng trong tộc cũng không có, hiển nhiên làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Ngân Quang chợt lóe trên người Hàn Lập xuất hiện một trường bào màu bạc lập tức rơi xuống trước mặt ba người hai tay ôm quyền nói đa tạ ba vị tiền bối ra tay tương trợ ta đã nắm giữ được bảy tám phần thiên man huyễn hóa chi thuật có gì không ổn mong ba vị tiền bối chỉ bảo thái độ của hắn có vẻ cực kỳ thành khẩn huyễn hóa chi thuật của ngươi không tệ chúng ta cũng không có gì để chỉ điểm ngươi có thể trở về hai tháng sau trước khi ta mang ngươi đi tham gia thí luyện xin mời xuất thiên bằng chi thể phó quyền cho ngươi lưu danh bên ngoài lúc ở trong đây Ngươi chỉ cần không ly khai thánh thành, có thể tự do hoạt động. Được rồi, còn phải nói cho ngươi một chuyện. Mặc dù giúp người luyện hóa xá lợi côn bằng, nhưng trong xá lợi này sát khí quá nặng, vẫn còn chưa thanh trừ hết. Chúng nó vẫn ẩn ở trong cơ thể người, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát tác. Chờ ngươi thí luyện trở về, ta lại giúp người thanh trừ sạch sẽ. Cô gái thản nhiên nói, Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng trong chớp mắt liền khôi phục lại bình thường. Tiền bối yên tâm, hai tháng sau, Vãn Bối nhất định tham gia thí luyện này." Cô gái gật đầu, Hàn Lập lúc này lập tức thi lễ ba người, rồi hóa thành một đoàn thanh quang rời đi. Cô gái ba người đưa mắt nhìn Hàn Lập biến mất nơi chân trời, không nói một lời nào, nhưng thần sắc khác nhau. Kim Duyệt nhìn lên bầu trời, mặt không chút thay đổi, mà hai người tư trưởng lão sắc mặt lại trở nên u ám, tựa hồ đang âm thầm suy nghĩ cái gì đó. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập đã ở trong một gian phòng ngủ trong Quý Tân quán, hai mắt khép hờ khoanh chân ngồi trên mép giường hai tay bóc quyết trên người thanh quang không ngừng xuất hiện khuôn mặt vừa động hiện ra một vẻ thống khổ từng hạt mồ hôi từ trên trán rơi xuống thở dài một hơi hàn lập buông lỏng pháp quyết trong tay thanh hà thu liếm mở hai mắt ra có chút ý tứ không nghĩ tới cái người gọi là hồng vân trưởng lão thiên bằng tộc lại lưu lại tinh thần lực hung ác như thế nếu không phải đại diễn quyết cũng không yếu chỉ sợ rằng lưu lại hậu hoạn khó lường vô cùng cũng may hoàn toàn không có linh tính tự chủ trước tiên có thể chấn áp sau đó từ từ luyện hóa. Hai mắt Hàn Lập sau khi chấp động vài cáu, liền cúi đầu tự nói vài câu. Kỳ thật cho dù là một bộ phận thần nghiệp, nhưng thân là tồn tại cấp hợp thể kỳ, phần tinh thần lực này mạnh làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Sợ rằng phải tốn trăm năm mới thể thể luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà vì vậy, sau khi luyện hóa xong cũng có hiệu quả kinh người, làm cho thần thức của hắn tăng lên một nữa. Về phần trong xá lợi còn một ít sát khí, hắn căn bản không để trong lòng phạm thánh chân ma công chính là khắc tinh của thứ này. Hàn lập trầm ngâm một chút, nắm tay đột nhiên hướng lôi bào trên người phất một cái. Sau một trận xét đánh, lôi bào trên người hóa thành vô số kim ngân thu vào bên trong cơ thể. Cúi đầu nhìn xuống, hiển nhiên là nhìn thấy một cái đồ án màu xanh trước ngực. Hừ, thiên bằng pháp tương, phải nên gọi là kinh chập pháp tương. Trên mặt hàn lập xuất hiện một tia quỷ dị, đột nhiên vươn ngón tay ra, hướng lên trên đồ án điểm nhẹ một cái. Một màn khó tin xuất hiện, đồ án đại bằng màu xanh đột nhiên léo ra quang mang ngũ sắc một lát sau liền biến thành một không tước năm màu tiếp theo kim quang đại phóng lại hóa thành một đồ án kim viên điên cuồng cuối cùng sau khi bạch quang đại phóng đồ án liền biến mất vô ảnh vô tung nếu kim duyệt ba gã trưởng lão thiên bằng tộc nhìn thấy một màn này tuyệt đối sẽ cả kinh trợn mắt há hốc mồm chân thánh pháp tương này sao có thể đổi tới đổi lui như vậy cuối cùng còn có thể tự biến mất nói đại khái một khi đồ án chân thánh pháp tương xuất hiện ra bên ngoài căn bản là cả đời đi theo chủ nhân, không thể dễ dàng biến hóa. Hàn lập nhìn chằm chằm ngực mình, lộ ra vẻ hài lòng. Kinh chập thập nhị biến, hiện tại đã nắm giữ ba loại khẩu quyết, mặc dù thiếu chân huyết của ngũ sắc không tước cùng sơn nhạc cư viên, nên không thể biến ra chân linh hóa thân, nhưng thân thông mạnh mẽ như thế này, cũng rất là kinh người. Hắn thì thào tự nói vài câu. Sau khi luyện hóa tinh thần lực của Hồng Vân, ngoài ý muốn được công pháp, trên lý luận hắn có thể biến hóa thành hình thái tồn tại của 12 loại chân linh, uy lực mạnh mẽ như thế nào có thể tưởng tượng được. Nếu có thể tinh thông tất cả 12 loại chân linh pháp tương này, có thể có được rất nhiều thần thông chân linh, chỉ sợ ngay cả thiên thượng chân tiên cũng phải tránh xa. Đương nhiên đây chỉ là một loại hy vọng xa với mà thôi, cho dù đem kinh chập quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nhiều lắm cũng có được bộ phận nhỏ các loại thần thông chân linh mà thôi. Đáng tiếc là, cho dù là chân linh đại danh lừng lẫy linh giới, mặc dù trong thập nhị biến cũng có biến hóa thành chân long thiên phượng, nhưng khẩu quyết lại ở sâu trong tinh thần lực còn chưa luyện hóa của hồng vân còn không biết đến bao giờ mới có được nếu không hơn nữa trên tay hắn còn một chút máu long thiên phượng hắn có thể lập tức có thêm hai loại biến hóa hàn lập có chút tiếc nuối về phần biến hóa côn bằng vốn là trụ cột biến hóa ngày hôm trước vị đại trưởng lão bằng tộc tinh thông biến hóa nếu hắn không có thân thể cường giai không năm dị thường cũng không có thể năng vừa mới tiếp xúc với thiên bằng biến thân thuật này liền dễ dàng nắm giữ tinh ví bê ngoài như vậy Hàn lập lập tức nghĩ tới một chuyện, khóe miệng liền xuất hiện một tia trào phúng. Mượn lực lượng khi kim duyệt luyện hóa xá lợi, trong khoảng thời gian ngắn hắn mặc dù không luyện hóa nhiều tinh thần lực lắm, nhưng cũng chiếm được một ít tin tức hữu dụng. Vị đại trưởng lão Hồng Vân Thiên bằng tộc này, thật đúng là kỳ tài ngút trời ngàn năm khó gặp, có thể thông qua đau khổ nghiên cứu thiên bằng pháp thân biến hóa thuật thần thông, vì để có thể chứa nhiều loại chân linh biến hóa thuật hội tụ trong cơ thể, vì thế sáng lập ra kinh chập quyết. Nhưng đáng tiếc là, hắn ngay cả tồn tại hợp thể hậu kỳ, cũng hao tổn tâm cơ siêu tầm rồi chứa nhiều chân linh chi huyết, cũng chỉ có thể đem pháp quyết này sáng lập ra 12 loại biến hóa, liền bởi vì thần niệm cùng lực lượng thân thể không cân bằng, cuối cùng bị chân huyết phản phệ, vì thế tự bạo mà chết. Có chút cổ quái chính là, ngày hôm trước khi đại trưởng lão bằng tộc nổi điên, vẫn chưa lưu lại khẩu quyết phương pháp tu luyện chó thiên bằng tộc, hắn đối với việc này có chút nghi hoặc khó hiểu. Hàn Lập hiển nhiên không biết, năm đó khi vị Hồng Vân này đảm nhiệm trước đại trưởng lão, là thời kỳ thiên bằng tộc cường thịnh. Hắn tự phụ là thiên tài, bằng vào pháp quyết kinh người, vì thế nhất thống cả thiên bằng tộc. Căn bản không hề mảy may tiết lộ thần thông pháp quyết cụ thể này ra ngoài. Lúc ấy trưởng lão đồng tộc khác, chỉ biết là Hồng Vân có một thần thông gọi là kinh chập biến, còn lại thì không biết gì hết. Kết quả trong lúc bị chân huyết phản phệ, vì thế sau khi chết đi, nội dung kinh chập quyết này hiển nhiên không một ai biết được. Về phần vì sao trong xá lợi hắn lưu lại lại có kinh chập quyết này, hiển nhiên là chỉ có trời mới biết. Có lẽ sau khi vị đại trưởng lão Hồng Vân này nổi điên ý thức vô ý xuất hiện, cũng có thể là trước khi chết đột nhiên tỉnh táo, đột nhiên muốn lưu lại khẩu quyết này cho người trong tộc nên cố ý làm như vậy. Hàn Lập đối với chuyện này không có suy nghĩ nhiều, khẩu quyết này đã xuất hiện trong tay hắn, hiển nhiên sẽ không trả lại cho Thiên Bằng tộc. Nếu không khi mấy vị trưởng lão trong Thiên Bằng tộc kia trong lúc vui mừng Điều thứ nhất nghĩ tới không phải là cảm tạ hắn như thế nào, hơn phần nữa là lập tức cao hứng xuất hiện ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu. Để phòng ngừa khẩu quyết này tiết lộ ra ngoài, loại chuyện lấy lửa thiêu thân này, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nét mặt Hàn Lập biến hóa không ngừng, cẩn thận suy nghĩ lại tất cả. Đột nhiên khóe miệng vểnh lên, lại lộ ra vẻ mỉm cười. Lại nói tiếp, hắn lần này ngoại trừ dung hòa chân huyết côn bằng cùng xá lợi còn có được kinh chập quyết, còn có một đại thu hoạch làm cho người ta vui mừng khôn xiết chướng ngại tu luyện của hắn, tại trước sau hai lần kích thích, liền đột phá một cách khó hiểu. Hắn hiện tại, đã tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Mà có chân thiềm thủy phụ trợ, lại có tu luyện chi đồ, đoạn đường sau này không gặp trở ngại gì. Mà ba vị trưởng lão thiên bằng tộc chỉ là khiếp sợ đối với thiên bằng biến hóa thuật mà hắn nắm giữ thôi, đối với tu vị đột nhiên gia tăng cũng không có nói thêm cái gì. Không biết là căn bản không có chú ý tới, hay là một chút ấy tu vị gia tăng, đối với tồn tại hợp thể kỳ bọn họ mà nói, căn bản không đáng quan tâm. Hàn lập hai mắt híp lại suy nghĩ trong chốc lát, nắm tay vừa lật, đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc màu xanh biếc, lấy ra vài khối đan dược. Sau khi nuốt đan dược vào, hắn nhắm hai mắt lại, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Hắn vừa mới tiến vào cảnh giới hậu kỳ, cần phải củng cố cảnh giới mới một chút mới được. Một ngày sau, tinh thần Hàn lập chấn lương rời đi chỗ ở, đi thẳng đến đại điện giao dịch. Hiện tại hắn cùng vị đế chủ vạn lôi phường kia có ước hẹn đối với loại tình thế bắt buộc này, hắn tuyệt nhiên không thể lỡ hẹn. Đoạn đường vô sự, Hàn Lập một lần nữa đứng ở giữa đại điện giao dịch 9 tầng trong một gian cửa hàng, nhìn trung niên nam tử khô gầy trước mặt, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra, nhưng người này vì sao xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ ngươi không chỉ hẹn một mình ta, người nói chuyện cũng không phải là Hàn Lập, mà là một gã vẻ mặt dâu quai nón, đại hán hắc giáp uy vũ dụ thường. Giờ phút này trong gian cửa hàng này, ngoại trừ Hàn Lập, còn xuất hiện ba người khác. chương 1422, Tu Di Động Thiên. Ngoại trừ đại hán đang nổi giận nói chuyện với chủ điếm khô gầy kia, còn có một thanh niên sắc mặt âm nhu, vẻ mặt cũng không hài lòng. Thần niệm của Hàn Lập lặng lẽ quét qua, liền nhìn ra hai người đều là luyện hư sơ kỳ. Hư, nhưng ta chưa từng nói qua, chỉ mang theo một người đi chợ giúp ta hàng phục linh thú. Nếu ai không muốn, cứ việc rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu muốn băng tâm tinh, tử quang thiết còn có thanh la quả thì cũng đừng nghĩ tới trung niên khô gầy hai mắt khẽ đảo hừ một tiếng thanh niên cùng đại hán nghe vậy không khỏi hai mắt nhìn nhau hàn lập cũng có chút nhíu mày tốt lắm ba người thì ba người nhưng trong ba người chúng ta nếu có người trợ giúp ngươi hàng phục linh thú kia trước tiên vậy hai người còn lại chẳng phải không có thu hoạch gì sao thanh niên có rất nhiều băn khoăn hỏi hắc hắc cái này yên tâm lão phu vốn không muốn các ngươi ra tay một mình mà là ba người cùng thi triển thần thông lôi điện. Nếu không y theo kinh nghiệm lúc trước, một chút lôi điện lực ấy của các ngươi, căn bản không có khả năng thành công. Nếu có thể hàng phục thành công, đồ vật các người muốn, ta đều cho các ngươi như đã hứa. Chủ điếm cười lạnh nói, nghe được óc có thể có được đồ vật mình muốn, thân sắc của đại hán cùng thanh niên liền giản ra, không còn chút ý kiến nào. Điếm chủ thấy vậy, hài lòng gật đầu, nhưng ánh mắt sau khi đảo qua trên người hàn lập, trong miệng lại díu dít lấy làm kỳ lạ một tiếng. Hàn huynh đệ, chỉ mấy ngày ngắn ngủi không gặp, liền tiến lên một sai rồi. Thật đúng là chuyện khó có thể tin. Ngư mỗ thật sự rất chúc mừng. Như vậy thì, uy lực của thần thông lôi điện hẳn là lại lớn hơn vài phần. Hắn cảm thấy hứng thú hỏi. Vãn bối bất quá chỉ là may mắn mà thôi, lôi điện lực thật sự có chút gia tăng. Hàn lập mỉm cười, nửa thật nửa giả trả lời. Nghe thấy hai người nói như vậy, đại hán hát giáp cùng thanh niên liền đánh giá Hàn lập, vét mặt đều có vẻ ngoài ý muốn. Hảo! nếu ba vị không có ý kiến gì, liền đi theo lão phu. Linh thú đã được ta an bài tại một địa phương bí mật, ba vị phải theo ta đi một chuyến mới được. Điếm chủ nói, đi theo ngư huynh hiển nhiên không có vấn đề, nhưng mà chúng ta đang làm việc kiếm tiền, có phải là nên cho chúng ta kiểm tra một vài thứ? Ánh mắt thanh niên âm nhu vừa động, liền nói ra. Đại hán hắc giáp nghe vậy liền ngẩn ra, lập tức cuốn quyết gật đầu. Hàn lập mặc dù không có mở miệng, nhưng trên mặt hiển nhiên cũng lộ ra vẻ đồng ý muốn kiểm hàng hoàn toàn không có vấn đề vật mà ba vị muốn ta đã sớm chuẩn bị rồi ba vị nhìn cho kỹ đây đối với lời nói của người thanh niên điếm chủ tựa hồ đã đoán trước cũng vô cùng hào phóng trả lời cùng với khẩu khí lúc trước cũng bất đồng làm cho thanh niên vốn chuẩn bị nói tiếp cũng sửng sốt vù 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 ba tiếng vang nhỏ vang lên ba cái hộp gỗ lớn nhỏ bất đồng xuất hiện nam tử khô gầy dứt khoát đem đồ vật này đặt ở dưới chân thanh niên cùng đại hán mừng rỡ tay áo phất một cái bay ra một mảnh quang hà cuốn lấy hộp gỗ trước mặt. Hàn lập trong lòng nhảy dựng lên, cũng phất tay về cái hộp của mình, sau đó liền mở nắp hộp ra. Một mùi hương thơm mát xông vào mũi, trong hộp gỗ có một quả lớn bằng nắm tay, có màu xanh biếc, phảng phất như phỉ thúy bàn đào vậy, phía dưới thậm chí còn có hai phiến lá cây màu đỏ nhạt quái dị. Hai mắt Hàn Lập híp lại, liền vươn tay ra muốn thu lấy. Kỳ thật không riêng gì Hàn Lập, hai người còn lại cũng đều vươn tay ra muốn lấy vật trong hộp, muốn cẩn thận xem xét một phen nhưng đúng lúc này điếm chủ bên cạnh đột nhiên thản nhiên mở miệng nói ta cho các người biết là không thể dùng tay lấy vật phẩm từ trong hộp này chúng đã bị hạ một ít cấm chế nhỏ vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ba vị cho dù táng ra bại sản chỉ sợ cũng không thể bồi nổi hàn lập ba người lập tức dừng tay lại ngư huynh đây là ý gì không thể dùng tay tiếp xúc làm sao có thể phân biệt thật giả đại hán sau khi hoảng sợ có chút tức giận chỉ bằng vào mắt thường cùng thần niệm lấy tu vị của ba vị hẳn là có thể phân biệt được bảy tám phần đồ vật này còn nếu muốn hoàn toàn xác nhận vật trong hộp thì hãy đợi ba vị sau khi làm xong việc rồi hãy nói nhưng tại hạ cũng không thể khẳng định là mấy vị có thể hàng phục được linh thú nếu thất bại cũng không cần phải dùng tay phân biệt làm gì bằng vào danh vọng của ngư mỗ trong tộc ba vị sợ rằng sẽ bị ta lừa gạt sao nhưng nam tử khô gầy lại không thèm để ý được rồi chúng ta tin ngươi chắc rằng ngư huynh sẽ không đập bể chiêu bài của mình Thanh niên âm nhu nhìn chầm chầm vào trong hộp, thần sắc không đổi, cuối cùng dẫm chân một cái, đem cái hộp ném trở về. Sau khi đại hán nhìn kỹ hết vật trong tay, mặc dù vẻ mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đem cái hộp trả lại. Sau khi hai người đem hộp trả lại, điếm chủ họ ngư trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, ánh mắt cuối cùng liếc nhìn về bên cạnh. Lúc này, Hàn Lập đang nhìn chăm chú vào quả trong hộp, ở sâu trong mắt lam quang chấp động, trên mặt lại tràn đầy vẻ trầm ngâm. Làm sao vậy? Hàn huynh đệ cảm thấy thanh la quả này có cái gì không ổn sao? Điếm chủ nhìn thấy Hàn lập ngẩn ra như vậy, nhưng lập tức thản nhiên hỏi một câu. Không có gì, Hàn lập lắc đầu, đem hộp gỗ đóng lại, rồi cũng đem trả cho điếm chủ. Nam tử khô gầy tiếp lấy hộp gỗ, ngẫu nhiên liếc nhìn Hàn lập một cái thật sâu, không nói lời nào liền dẫn đầu đi ra đại môn. Ba người Hàn lập liền đi theo ra ngoài, tốc độ độn của nam tử khô gầy vô cùng nhanh, nhưng tốc độ của ba người Hàn lập cũng không kém, vô cùng dễ dàng đi theo bay ra ngoài đại điện giao dịch, thẳng đến một phương hướng trong thánh thành bay đi. Sau khi phi hành một canh giờ, mọi người liền tới một nơi cực kỳ hẻo lánh trong thánh thành. Nơi này kiến trúc thưa thớt, cũng không có bao nhiêu người đi lại. Có vẻ hoang dã, điếm chủ mang theo bọn họ tới một tòa kiến trúc thấp bé. Tòa kiến trúc này chỉ cao hơn 30 trượng, chia làm hai tầng, u ám. Nam tử khô gầy hai chân vừa chạm đất, đại môn liền tự động mở ra, từ bên trong lập tức đi ra hai nam tử hơn 20 tuổi, vội vàng hành lễ với điếm chủ, ân cần hỏi thăm nói cung nghênh sư tổ trở về. Hai người các người thủ ở bên ngoài, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Điếm chủ nói, tuân lệnh, hai gã nam tử hiển nhiên trả lời không có chút nào do dự, sau đó lập tức chia ra đứng, hàn lập liếc mắt đánh giả hai người này một cái, nhìn ra chỉ là hai gã kết đan, liền không thèm để ý. Điếm chủ bắt chuyện một tiếng, đi vào trong kiến trúc, Thanh niên cùng Đại Hán sau khi do dự một chút, liền cùng Hàn Lập đi vào trong đó. Diện tích bên trong không lớn, mọi thứ đều được bày biện bình thường, ba cái bàn và hơn 10 cái ghế, chiếm hết phân nữa không gian trong phòng. Mà ở trên bốn vách tường trên phòng, còn có những bức họa cổ ố vàng, nội dung trên tranh đều mà một ít yêu thú cùng sơn thủy, cũng không có chút thần kỳ nào. Ngư huynh, đầu linh thú đó thật sự tại nơi này sao? Ánh mắt của Đại Hán đảo qua, nhịn không được tò mò hỏi, trong cái không gian nhỏ hẹp này thật sự không biết linh thú lợi hại kia có bộ dáng như thế nào, khó trách hắn có chút bán tín bán nghi. Cũng ở trong này, ta còn có thể lừa gạt ba vị được sao? Các ngươi đi theo ta, điếm chủ trừng mắt nhìn đại hán một cái, không khách khí nói. Lập tức đi vài bước tới một bên vách tường trong phòng, trước mặt một bức cổ họa sơn thủy, tay áo phất một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Khẽ rung lên một cái, bức tranh này liền mở ra, dĩ nhiên cùng nội dung với bức cổ họa ở trên vách tường. Nhìn thấy một màn này, đại hán cùng hàn lập ngây người, không thể hiểu hành động của đối phương là có ý gì. Tên thanh niên âm nhu kia ánh mắt sau khi nhìn lên quyển trục, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh hô lên. Tu di động thiên đồ, người dĩ nhiên có trí báo của ngũ quang tộc. Tu di đồ, không có khả năng, loại bảo vật này, ngũ quang tộc không phải cũng chỉ có 7 cái thôi sao. Ngư huynh làm sao có thể có được, đại hán lại càng hoảng sợ, khó có thể tin. Hàn lập mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe được hai chữ tu di, nội tâm cũng rung động, cẩn thân nhìn bức tranh trên vách tường. Chỉ thấy trên quyển trục màu vàng là một bức tranh một tòa núi nhỏ màu xanh biếc, trên núi còn có một kiến trúc nhỏ, nhưng mơ mơ hồ hồ, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng mơ hồ. Hắc hắc, ánh mắt của nhị vị thật tốt, đây quả thật là tu si đồ. Bất quá, cái này không phải là một trong bảy bảo vật của ngũ quang tộc, mà là một kiện tu di đồ tì vết mà thôi. Điếm chủ cười nói, phế phẩm sao, thanh niên cùng đại hán đều ngây người. Không sai, chuyện này cho dù là ngũ quang tộc cũng không có mấy người biết đến. Lúc đầu ngũ quang tộc sử dụng linh cốt của ngũ sắc không tước luyện chế ra không phải là bảy kiện tu di động thiên đồ, mà là 10. Nhưng đáng tiếc là, trong đó luyện chế ra ba kiện có chút khuyết điểm nhỏ, nên kết quả là công hiệu giảm đi. Cho nên ba bộ kia đã sớm bị giấu đi rồi, cho tới nay vẫn không tuyên bố ra bên ngoài. Ba bộ tu di đồ này sau này lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng thất lạc ra ngoài ngũ quang tộc, rồi rơi vào trong tay chủng tộc khác bên ngoài. Về phần ta tại sao lại có một bộ này, ba vị không cần phải biết. Nam tử khô gầy lộ ra vẻ đắc ý, cho dù có chút tì vết, nhưng ngư huynh có thể có được loại vật tu di này, vẫn có cơ duyên vô cùng lớn. Đại hán lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói, thanh niên âm nhu nhìn hai bức họa này, trong mắt cũng không che giấu vẻ tham lam xuất hiện. Sắc mặt hàn lập mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hiển nhiên cũng đang nóng như lửa đốt tu di vật chính là một trong những bảo vật mà sau khi hắn đến linh giới liền nghĩ đến cái này cùng với tu di không gian là tại nhân giới sử dụng không gian liệt phùng luyện chế bất đồng cũng chính là một loại bảo vật không gian chính thức tồn tại độc lập có thể mang theo bên người tốt lắm chúng ta đi thôi linh thú được ta bố trí ở trong động thiên vẻ mặt tươi cười trên mặt điếm chủ biến mất đột nhiên cánh tay rung lên một màn khó tin xuất hiện chỉ thấy trên quyển trục đột nhiên xuất hiện quang mang ngũ sắc đại phóng lập tức xung lên hóa thành một mảnh quang hà, thôn ác một cái nhập vào bức tranh trên vách tường. Điếm chủ trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên ngón tay chỉ vào bức tranh trên tường. Bức tranh trên tường cũng lóe ra linh quang, phun ra một mảnh ánh sáng lớn lờ mờ. Ánh sáng ngũ sắc lờ mờ dưới sự thúc đẩy của điếm chủ, chớp mắt liền cuốn mấy người vào trong đó. Hàn Lập có chút do dự, nhưng vẫn buông tha cho chống cự, mặc cho ánh sáng mờ này đem bản thân bao vây vào trong, nhưng vẫn yên lặng đem linh quang hộ thể tăng dày thêm vài phần. Kết quả sau khi ánh sáng mờ kia chợt léo lên, trên mặt đất cũng trống trơn, trong căn phòng cũng không có một người nào. chương 1423, lôi thú, ánh sáng chói mắt thu lại, khi Hàn Lập lại một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một quảng trường bằng đá xanh, phía trước không xa là một giải kiến trúc cao thấp không đồng đều. Hàn Lập hơi hít mắt lại, phát hiện những kiến trúc này có chút quen thuộc, rõ ràng là là kiến trúc được vẽ trên tu di động thiên đồ, hắn nhìn một lượt rồi thở ra một hơi. Quả nhiên là như vậy, Lúc này hắn đang ngồi trên một ngọn núi nhỏ xanh biếc, bầu trời là một mảng xanh thẳm, chỉ có mấy đám mây trắng nhẹ nhàng phiêu động. Hắn quả nhiên đã lọt vào trong không gian độc nhất vô nhị trên bức tu di đồ, không gian này tựa hồ như không quá lớn, chỉ khoảng mấy dặm, xung quanh đều bị tường ánh sáng ngũ sắc bao bọc, ở chỗ không xa, ba người khác cũng đồng dạng xuất hiện. Chỉ có điều vẻ mặt đang nhìn xung quanh một cách hiếu kỳ của họ lại khác nhau, điếm chủ không chút do dự thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay tới giải kiến trúc đó. Ba người bọn Hàn Lập cũng không dám chậm trễ, cũng đằng không bay lên theo. Ngư huynh, tu di không gian này xem ra hoàn chỉnh không chút tổn hại, không có gì dị thường, tỷ vết suốt cuộc là gì đây? Thanh niên phi tới cạnh điếm chủ, không nhịn được liền hỏi. Hắc hắc, các hạ cho rằng ta sẽ nói ra chuyện này ư. Tu di đồ có tỷ vết gì thì hình như không có quan hệ tới giao dịch của chúng ta. Nam tử khô gầy trợn mắt lên, không khách khí nói. Ha ha, ngư huynh lo xa quá rồi, tiểu đệ chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, không có gì ác ý cả. Thanh niên nghe thấy vậy, trên mặt trắng đỏ đan sen, nhưng cuối cùng vẫn nói một câu hàm hồ cho qua. Diếm chủ hư một tiếng, bởi vì lát nữa vẫn phải mượn sức của người này, nên không cũng nói thêm điều gì khó nghe. Sau mấy cái lắc mình, hắn đã xuất hiện trên một tòa các lâu ở ngoài hơn trăm trượng, hai tay chắp sau lưng dừng lại trên không trung. Các lâu cao hơn trăm trượng, phân làm ba tầng, hình dáng cổ xưa, dưới vuông trên nhọn. Linh thú bị ta nhốt ở trong lâu này, các người cùng xuống đi, xem linh thú này rồi nói tiếp. Nam tử cao gầy đợi ba người bọn Hàn Lập bay tới, lạnh nhạt phân phó, sau đó dẫn đầu hạ xuống. Hàn Lập và ba người nhìn nhau một cái, cũng hạ xuống theo. Nam tử khô gầy không hạ xuống cửa vào ở tầng 1 mà bay xuống trước khung cửa sổ ở tầng 2 thì dừng lại. Đám người Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, nhưng thoáng chốc cũng tới tầng 2. Bọn họ nhìn vào trong cửa sổ, chỉ thấy tầng 2 bị bao bọc trong một màn ánh sáng trong suốt, bộ dạng như sớm đã bị người ta dùng cấm chế phong ấn. Âm nhu thanh niên mắt lóe sáng, chưa kịp mở miệng nói thì động nhiên tiếng rầm rầm truyền ra, màn ánh sáng ở rước mắt khẽ lay động, cả toàn các lâu lắc lư mấy cái. Sau đó tiếng sấm sét liên miên bất tuyệt giống như là cuồng phong bạo vũ từ trong màn ánh sáng truyền ra. Nhất thời trong tai bốn người chỉ có tiếng sét đánh đùng đoàng, không còn âm thanh gì khác, giống như là đang đặt mình trong một thế giới lôi đình bạo nộ, khiến thần thức của mấy người trở nên hàng hốt không ổn hàn lập là dạng nhân vật gì chứ dưới sự kinh hãi đại diễn quyết trong cơ thể lưu chuyển trong nháy mắt đã trở lại tỉnh táo như trước điếm chủ và bọn đại hán thân là tu sĩ luyện hư sau khi thi triển thần thông thì cũng lập tức bình thường lại nhưng cho dù là vậy âm nhu thanh niên và hai đại hán sắc mặt cũng trắng bệch đây chính là linh thú mà ngư huynh muốn hàng phục ư lần này là hát giáp đại hán hỏi ánh mắt nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ đúng vậy chính là con linh thú này. Mấy đạo hữu không cần lo lắng, nó bị cấm chế vây khốn, trước khi không được ta thả ra thì không có nguy hại gì cả. Điếm chủ thần tình chấn định lại, hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Lập tử chỉ thấy đơn thủ của nam tử này lật lên, một luồng ánh sáng chiếu ra, một họa trục xuất hiện trong tay hắn, chính là hoa trục tu di động thiên đồ. Lần này, hắn không triển khai họa đồ này vậy mà đơn thủ nắm lấy một đầu họa trục, đầu kia thì điểm nhẹ một cái vào màn ánh sáng. Tình huống quỷ dị liền xuất hiện màn ánh sáng trên khung cửa sổ vỡ tan như pha lê sau đó liền tiêu tán hai cánh của điếm chủ khẽ động mang theo một đao tàn ảnh lao vào trong các lâu hắc giáp đại hán và âm nhu thanh niên sớm đã không nhịn nổi cũng đồng thời lắc mình lao và theo hàn lập sờ sờ cầm, trầm ngâm một lát rồi mới từ từ bay vào cửa sổ ầm um, toàn bộ các lâu rung lên một cỗ linh áp có thuộc tính lôi giống như là thực chất ập vào mắt hàn lập vừa bay vào liền biến sắc suýt chút nữa không nhịn được mà muốn né tránh nhưng cuối cùng vẫn bồng bềnh ở trên không trung không động, dùng luồng ánh sáng màu cho ở trước mặt để ngạnh kháng. Lúc này, hắn mới có thời gian để nhìn rõ tất cả những gì ở trước mặt. Tầng 2 của các lâu to hơn nhiều so với tưởng tượng. Có điều tích rộng khoảng 300 trượng, khiến nơi này giống như một quảng trường loại nhỏ, trung tâm dùng 81 cột đồng thô to, cột nào cột nấy vàng rực, khắp thân cột khác các loại các dạng yêu vật quái thú. Những cột đồng này vây lấy một khoảng đất rộng hơn 30 trượng, bên trên chấp động hồ quang điện màu đen, phát ra tiếng sấm rầm rầm, tổ thành một cấm chế chi địa khổng lồ giống như cũi giam. Trong lồng giam, một đoàn hắc vụ to hơn một trượng cuồn cuộn không ngừng, bên trong cũng là tiếng sấm rền rĩ không ngừng, từ trong hắc vụ thỉnh thoảng lại có hồ quang điện màu trắng bạc bắn ra, nhưng khi đánh lên lưới điện màu xanh thì lập tức tan thành mây khói như gặp khắc tinh. Bên trong chính là linh thú có thuộc thích lôi đó hả? Hắc giáp đại hán nhìn vũ khí máu đen không chớp mắt, không khỏi nghi người. Sao, các ngươi khinh thường con thú này hả? Chỗ lợi hại của con lôi thú này các ngươi không dễ dàng biết được đâu. Điếm chủ liếc đại hán, cười lạnh, lôi thú, hàn lập nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Không sai, đây chính là tên của linh thú này, lai lịch của linh thú thì ta không cần phải nói nhiều nữa. Nhưng trong thiên địa tuyệt đối chỉ có một con này, tuyệt đối không có con lôi thú thứ hai. Điếm chủ nhìn chằm chằm vào vũ khí trong lưới điện màu đen, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Khoa trương quá, xem ra công kích của con thú này cũng chẳng ra làm sao cả âm nhu thanh niên nhíu mày nhìn hồ quang điện màu bạc từ trong vũ khí bắn ra có chút không tin công kích con lôi thú này căn bản không phải là đang công kích gì cả những điện quang này là vật mà con thú này từ lúc sinh ra đã có ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút lực công kích thực sự của lôi thú nam tử khô gầy khóe miệng lộ ra tia khinh thường nói hắn đột nhiên giơ tay lên một đạo bạch mang từ trong tay áo bắn ra sau khi xoay tròn liền rơi vào một cây cột to lớn nhất trong đống cột đồng Bỗng nhiên một con thú nhỏ có cánh, toàn thân trắng tinh, cả người đầy gai nhọn dài mấy tấc, giống như là một con nhím biết bay vậy. Không biết bị điếm chủ thi ra cấm chế gì, con thú nhỏ này vừa rơi lên cột đồng, xương cốt toàn thân nhũn ra không thể bay lên chút nào, chỉ nằm đó mà run rẩy. Hào mang thú, thấy hình dạng của con thú này, hắc giáp đại hán và âm nhu thanh niên lập tức nhận ra hung thú rất có tiếng trong phi linh tộc này, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Con thú nhỏ này rất hung hãn, cho dù là gặp cao thủ cấp luyện hư cũng dám đón đầu công kích. Tuy là hung thú quần cư, cũng có thể tưởng tượng ra sự hung ác của con thú này rồi. Nhưng hiện tại chỉ bị đặt lên trên cột đồng, không ngờ lại biến thành yếu ớt vô dụng, thực sự là khiến bọn họ rất bất ngờ. Hai người đang nghĩ tới đây, đột nhiên từ trong vũ khí màu đen lao ra một cánh tay màu xanh, hung hăng tóm về phía hào mang thú, năm ngón tay trực tiếp xúc lên con thủ mà đã phủ hiện ra từng đạo hồ quang điện màu bạc. Dầm một tiếng, con thú nhỏ thân ở bên ngoài lưới điện màu đen, cho dù sớm đã kinh hãi không thể động đậy, nhưng khi cánh tay màu xanh đụng lên lưới điện màu đen thì không ngờ lại bị bắn ngược lại. Một tiếng gầm quái dị từ trong vũ khí đột nhiên truyền ra, tựa hồ như tràn ngập nộ khí. Sau một tiếng sét đánh, ngân quang chói mắt từ trong hắc vụ bạo phát mà ra, tiếp theo là một vầng lôi quang nhanh chóng từ trong vũ khí phình to ra. Một lát sau, hắc vụ cuối cùng cũng bị lôi quang xua tan sạch sẽ. Một yêu vật như người mà cũng như chim đã xuất hiện trong lưới điện da xanh, cánh màu lam, nửa thân trên là người, nửa thân dưới là chim, hai tay cầm chùy và dùi hình thái kỳ quái, con người màu vàng, chiếu ra ánh sáng âm sâm lạ thường. Vừa nhìn rõ bộ dạng của lôi thú, cho dù ba người bọn Hàn Lập đều có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ chưa kịp từ trong kinh hãi tỉnh lại thì lôi thú đột nhiên phát ra tiếng gầm, sau đó bạch quang chớp động mấy cái, vô số quyền đầu ùn ùn bắn ra. Mà cơ hồ như là đồng thời, đôi cánh ở sau lưng lôi thú cũng quạt một cái, hàng trăm lam vũ bắn ra, hóa thành tên điện màu lam dài hơn nửa xích, dày đặc ập xuống về phía trước. Dầm một tiếng, dưới sự va đập của chùy và rùi trong tay lôi thú, lại có một đạo hồ quang điện thô to từ mũi rùi bắn ra, hóa thành một con dao long điện màu vàng, khí thế hùng hổ bay tới. Lôi thú này không ngờ trong nháy mắt đã chi triển ra ba thần thông thuộc tính lôi khác hẳn nhau, nhìn uy lực thì hình như không phải dễ chơi. Ba người bọn Hàn lập chấn kinh, không khỏi bất giác lùi ra sau một bước. Với công kích của ba loại thần thông có thuộc tính lôi này, xem ra lưới điện màu đen tương đối mỏng manh có vẻ như không chịu nổi. Chỉ có nam tử khô gầy họ ngư là chỉ mỉm cười, đứng yên tại chỗ như đã biết trước gì đó. Kết qua ba loại hồ quang điện khác nhau vừa đánh lên lưới điện, đột nhiên 81 cột đồng đồng thời vang lên tiếng ong ong, lưới điện màu đen vốn mảnh mai đột nhiên thô to hơn mấy lần. Lập tức điện quang trói mắt đan xen với nhau, lưới điện màu đen thực sự tiếp được ba loại công kích lôi điện bất đồng màu trắng, lam, vàng đó. Lôi thú thấy vậy, trong miệng lại phát ra tiếng giống tức giận hơn, nhưng hai mắt lấp lánh kim quang nhìn chằm chằm vào hào mang thú trên cột đồng, nhưng lại không tùy tiện làm ra bất kỳ công kích gì, tựa hồ như cũng có chút linh trí. Yên tâm đi, phược lôi tiêu quang đại trận này là ta tốn rất nhiều tâm tư mới bố trí được, chuyên để khắc chế lực có thuộc tính lôi của con thú này. Con lôi thú này cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể dẫy dụa được. Nam tử khô gầy cười khẽ một tiếng, đột nhiên đơn thủ vỗ về phía hào mang thú trên cột đồng lập tức một cô ánh sáng trắng bay ra, không chút trở ngại đưa con thú nhỏ này vào trong lưới điện màu đen, tới chỗ cách con lôi thủ chỉ một xích. chương 1424, ngũ sắc thiên lôi. Vừa thấy hào mang thú tới trước mặt, lôi thú không chút do dự há miệng ra, ngoạm lấy không thú nhỏ không còn lực phản kháng này rồi nuốt vào bụng. Sau đó gầm lấy mấy tiếng hài lòng, thể hình trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, đồng thời ở phụ cần phun ra một tầng hắc khí, triệt để che đậy thân hình của nó vào trong trong cấm chế tất cả đều khôi phục lại bộ dạng mà hàn lập lúc trước nhìn thấy lôi thú này là linh thú gì vậy tại hạ tự hỏi cũng tinh thông các loại thượng cổ điển tịch nhưng chưa từng nghe nói tới loại linh thú này âm nhu thanh niên có chút hoảng sợ nói tại hạ không phải là đã nói rồi sao lai lịch của con thú này đặc biệt xin các vị đừng hỏi nhiều làm gì chỉ cần có thể giúp ta hàng phục được nó là được rồi nam tử khô gầy lườm người thanh niên mang theo ý tứ cảnh cáo thanh niên sắc mặt hơi đổi nhưng quả nhiên ngậm miệng không hỏi nữa. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu, tiền bối vừa rồi có khoe rằng, con thú này là độc nhất vô nhị trong linh giới, vậy có thể lý giải rằng vật này không phải là vật của linh giới không? Điếm chủ nghe vậy liền kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại bật cười, trả lời, Hàn huynh đệ nói linh tinh gì đó. Con thú này không phải là linh giới chi vật thì sao có thể xuất hiện tại đây? Đại hán và thanh niên tu luyện thành thần thông như hiện tại, tất nhiên không phải là hạng tầm thường, vừa nhìn đã nhìn ra bộ dạng giấu đầu hở đuôi của điếm chủ, hai người không khỏi kinh hãi nhìn nhau. Lôi thú không phải là linh giới chi vật, chẳng lẽ lại là linh thú đặc biệt của hạ giới ư? Không đúng với thần thông mà con thú này vừa thi triển, cơ hồ không dưới tu sĩ luyện hư. Hạ giới căn bản không thể đản sinh ra loại linh thú này. Không phải là của hạ giới, vậy chỉ có thương giới của linh giới, là chân tiên giới trong lời đồn. Người thanh niên cũng không để ý đến lời của điếm chủ nữa, lẩm bẩm nói đại hán nhìn chằm chằm vào hắc vụ trong cấm chế hai mắt cùng dần dần sáng lên sao các ngươi thật sự cho rằng con thú này là tiên giới linh thú ư lúc này nam tử khô gầy ngược lại lại trở nên chấn định chỉ là trong mắt hiện ra biểu tình kỳ quái lẽ nào chúng ta đoán sai rồi cho dù là không phải ngư huynh muốn muốn chúng ta giúp huynh hàng phục con thú này thì cũng phải nói ra một chút về lai lịch của nó chứ nếu ba người chúng ta hiểu biết một chút về nó nói không chừng sẽ có lợi cho sự tương trợ sau này. Nếu thực sự không muốn nói, ba người bọn ta cũng không miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể coi nó thật sự là linh thú của thượng giới mà thôi. Người thanh niên thở dài, người dám uy hiếp ta, trên mắt điểm chủ lấp lánh hàn quang, giữa lông mày hiện ra một cỗ sát khí. Ba người bọn ta cho dù liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngư huynh, sao dám uy hiếp huynh chứ? Nhưng gia huynh tốt xấu gì cũng là trưởng lão trẻ nhất trong tộc, ngư huynh sẽ không thực sự làm ra hành động gì bất trí đấy chứ. Người thanh niên bị sát khí của đột phương ập tới, sắc mắt biến đổi thối lui nửa bước, nhưng lập tức chấn định lại, nói ra những lời này một cách rất tự nhiên. Âm nhu thanh niên này không ngờ lại là đệ đệ của một trưởng lão thiên bằng tộc, khiến Hàn Lập và Đại Hán đều hơi sững người, không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Điếm chủ khô gầy nghe thấy câu này, vẻ kiêng kỵ chợt lóe rồi tắt ngay, sau khi trên mặt là một trận âm tình bất định mới lạnh lùng nói, lại lịch của con thú này có nói cho các người biết cũng vô ích, mà cũng chẳng phải là chuyện cần bảo mật gì cả để tránh các ngươi suy nghĩ linh tinh cho nên mới nói nó là vật độc nhất vô nhị của bản giới bởi vì con thú này căn bản là ta thu thập lôi điện chi lực sau đó dùng bí thuật tiến hành thôi thúc mới từ trong lôi điện sản sinh ra lôi điện chi linh ta tốn nửa lớn đời người cũng chỉ thành công tạo ra một con này trong thiên hạ tất nhiên chỉ có một con lôi thú này mà thôi lôi điện chi linh ba người bọn hàn lập lập tức trợn tròn mắt sao có thể như vậy được cho dù là linh tộc trong lời đồn cũng không thể từ trong lôi điện thuốc xanh ra sinh linh Ngư Huynh tuy là thần thông không ít, nhưng quyết không có khả năng làm được chuyện này. Người thanh niên khôi phục lại từ trong kinh ngạc trước tiên, trên mặt lộ ra vẻ không tin. Hàn Lập và Đại Hán cũng nhíu chặt mày. Hắc hắc, chỉ bằng vào ta tự mình tìm tòi thì tất nhiên là không có khả năng rồi. Nhưng ta năm xưa từng du lịch qua một số nơi của dị tộc, kết quả từ nơi tỏa hóa của một cao nhân của một dị tộc, tình cờ có được một phần linh thú bổ dục bí thuật từ chân tiên giới truyền xuống. Lôi thú thôi sinh bí thuật này chính là thuật còn nguyên vẹn duy nhất ghi lại trong đó. Nằm ngoài dự đoán của đám người Hàn Lập, điếm chủ sắc mặt âm trầm một lát rồi lại nói ra điều khiến ba người giật nảy mình. Thôi dục thú thuật từ tiên giới truyền xuống, cái này cũng rất có khả năng, tiểu đệ vừa rồi đã đặc tội, xin ngư huynh bỏ quá cho. Âm nhu thanh niên sau khi ánh mắt chấp động mấy cái, đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, cười bồi. Đại hán sờ sờ càm, đồng dạng cũng tấm tắc khen kỳ lạ không thôi điếm chủ mặt đầy vẻ không hài lòng chỉ hư lạnh một tiếng mà thôi hàn lập ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào lôi thú trong mặt lóe lên vẻ hứng thú từ trong lôi điện đản sinh linh vật tuy không biết là thật hay là giả nhưng thấy lực thao túng lôi điện của con thú này kinh người như vậy cho dù không phải vậy thì cũng là lôi điện chi thể trời sinh có điều cho dù lôi thú có thần thông cấp bậc luyện hư lại có thể điều khiển lôi điện chi lực cũng tuyệt đối không đáng để điếm chủ tốn nhiều tâm tư như vậy để hàng phục Dẫu sao thì hắn cũng hứa rằng cho bọn họ ba loại vật phẩm, giá trị quyết không dưới một con linh thú cấp luyện hư. Càng đừng nói đến việc chiếu theo lời hắn nói, thúc sinh lôi thú tốn nhiều tinh lực và thời gian. Xem ra con thú này không phải có thần thông lợi hại khác chưa thi triển thì nó cũng có công dụng cực lớn khác đối với nam tử khô gầy này. Như thế mới khiến hắn không tiếc phải trả cái giá lớn như vậy. Kỳ thực điểm này không chỉ hàn lập, đại hán và âm nhu thanh niên cũng thầm hiểu trong lòng. Nhưng ba người trong lòng lại có tâm tư khác nhau, lại thêm đều kiêng rè tu vi đáng sợ của điếm chủ, không hẹn mà cùng giả vờ như không biết. Một linh thú cổ quái cấp luyện hư, cho dù lai lịch và công dụng đều rất khả nghi, cũng không đáng để bọn họ thực sự đắc tội với nam tử khô gầy này. Hơn nữa trong ba người có ai thực sự có suy nghĩ gì, thì cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút nào ở nơi này. Được rồi, cái gì nên nói thì cũng nói rồi, không nên chậm chế nữa, đến lúc làm chính sự rồi. Ta sẽ biến hóa cấm chế một chút, tạm thời chế trụ con thú này, sau đó các ngươi tiến vào chú nhập lôi điện chi lực của các ngươi vào nó là được nhớ là nhất định phải kiên trì đến khi ta nói có thể thôi thì mới được dừng lại đó nếu không thì chỉ tổ phí công nhọc sức điếm chủ nói một cách chắc chắn lần này ba người bọn hàn lập cũng không có ý kiến tất cả đều đồng ý điếm chủ gật gật đầu lập tức tay áo rung lên bức tu di đổ lại xuất hiện trong tay lần này hắn ném vật trong tay ra trước mặt lập tức họa trục mở rộng ra linh quang ngũ sắc tỏa sáng ở giữa Tu di động thiên đồ lại một lần nữa mở ra trước mặt mọi người. Nam tử khô gầy miệng lẩm bẩm, một ngón tay điểm vào các nơi trong hỏa quyển rất nhanh. Trong con người của Hàn lập ánh sáng màu lam lé lên, lập tức nhìn rõ rất cả mọi thứ. Những chỗ mà ngón tay nam tử khô gầy điểm vào rõ ràng là cao đại các lâu nơi bọn họ đang ở trên tiểu sơn. Một lát sau, Tu du đổ bạch quang đại phóng, đột nhiên bốc ra vũ khí màu trắng nhũ mờ mờ. Trong vũ khí, bốn vách tường từ tầng 1 đến tầng 2 của các lâu trên họa đồ từ từ đổ ra bốn phía, sau đó hoàn toàn biến mất. Hàn lập thần sắc khẽ động, chưa kịp suy nghĩ kỹ xem việc này đại biểu cho ý gì thì đột nhiên dưới chân chấn động, các lâu chân thực không ngờ lại lung lay kịch liệt, trên tường ở xung quanh bạch quang chiếu rọi, sau đó giống như là đổ ra bốn phương tám hướng, sau cùng biến mất trong không trung. Trong nháy mắt, đám người Hàn lập và con lôi thú trong quảng trường đều đứng dưới bầu trời xanh thẳng, các lâu ở bên dưới đã biến thành một quản trường giống như bình đài. Hắc phụ trong cấm chế cuồn cuộn, lôi thú ở bên trong rõ ràng đã bị kinh động. Hàn lập sờ sờ cầm, còn thanh niên và đại hán nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vào lúc này, điếm chủ quát khẽ một tiếng, không ngờ từ trong miệng phun ra một đạo huyết tiến, nhập vào trong hoa trục. Trên trời cao vang lên tiếng sét đánh, lập tức cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Dưới tiếng ầm ầm không ngừng, từng đạo từng đạo ngân hồ từ trong mây đen hiện ra, giống như là yêu ma hàng thế, toàn bộ đều tụ tập ở khoảng không trên bình đài mà bọn Hàn Lập đang đứng. Không đợi ba người bọn Hàn Lập mở miệng hỏi, nam tử khô gầy chủ động giải thích, với kinh nghiệm thất bại lúc trước của ta, chỉ bằng vào lôi điện chi lực của ba người các ngươi thì e rằng vẫn không đủ, cho nên ta kích phát tất cả thiên đại nguyên khí chứa trong tu di động thiên hồ, để ảo hóa ra yêu lôi chi lực, hòng trợ giúp các người một tay. Sau chuyện lần này, bức tranh này sẽ bị hủy một nửa. Cho nên lần này, lão phu coi như là được ăn cả ngã về không hy vọng mấy vị đạo hữu nhất định phải tận lực tương trợ chỉ cần hàng phục được con linh thú này ta không những sẽ án theo vật đã ước định mà giao cho các ngươi ngoài ra còn tặng chư vị đây một lượng kinh thạch lớn nói tới câu sau cùng vẻ mặt của điếm chủ không ngờ lại biến thành ngưng trọng dị thường ba người bọn hàn lập mừng rơn tất nhiên đều nhao nhao tỏ ý nhất định sẽ hết sức giúp đỡ nam tử khô gầy thấy vậy liền gật đầu sau đó hai cảnh ở sau lưng đột nhiên vỗ một cái về phía họa trục ở trước mặt, lập tức một luồng ánh sáng trắng cuồn cuồn bắn ra, bao bọc tu di đồ vào bên trong. Mà sau khi bức tranh này sau khi quay một vòng trong ánh sáng, đột nhiên lộ ra vô số các loại phù văn. Sau cùng rầm rầm một tiếng, không ngờ lại hóa thành một cột sáng năm màu, lao vào trong mây đen trên trời cao rồi biến mất không thấy đâu. Một cảnh khó tin đã xuất hiện, sau khi màu đen trên không trung cuộn trào, đột nhiên phát ra tiếng sấm sét long trời lở đất, lập tức trong đám mây hiện ra một đạo ngũ sắc điện hồ to cỡ cổ tay, màu sắc cực kỳ diễm lệ, chấp động không ngừng trong đám mây, giống như một con rắn năm màu vừa từ trong mây bỏ ra. Ngũ sắc thiên kiếp, hắc giáp đại hán vừa thấy ngũ sắc lôi điện, thốt lên một tiếng. Các hạ yên tâm, đây không phải là ngũ sắc thiên lôi chân chính khi phi linh vương độ kiếp đâu, chỉ là ta mượn một tia thiên địa nguyên khí chi lực, bắt trước ra mà thôi. Uy lực không bằng một phần nghìn ngũ sắc lôi kiếp chân chính. Mấy vị cứ yên tâm đi, Điếm chủ nghiêm nghị nói, Hàn Lập và thanh niên vốn cũng lộ ra vẻ sợ hãi vừa nghe thấy vậy, thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm. Hàn Lập nhìn ngũ sắc lộ điện ở trên không, trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hoảng sợ. Ngũ sắc thiên lôi này, chính là lại lôi kiếp đặc biệt của loại tồn tại như tu sĩ cấp bậc đại thừa, không phải là thứ mà từ kim lôi kiếp của tu sĩ hợp thể có thể sánh bằng. Cho dù chỉ có uy lực một phần một ngàn thì dưới một kích của ngũ sắc lôi điện này, mấy người ở mặt ở đây có thực sự đỡ được hay không thì không ai có thể nói chắc được chương 1425, hàng thú. Tất cả các đồng trụ sau khi phát ra âm thanh vù vù thì ở trên đỉnh trụ đồng thời huyễn hóa ra một đám người có long thủ dị thường vô cùng, tất cả đột nhiên mở miệng phun ra từng ngụm tia chớp màu đen bắn vào hắc vụ ở trong tâm cấm chế. Từ trong xương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên từ trong đó xuất hiện một đoàn ngân quang, sau vài lần chấp động thì hiện ra thân thể của lôi thú ở trung tâm điện võng nhưng những hắc sắc điện hồ kia giống như đã định trụ con thú này rồi vậy, tất cả đều ép sát vào trong nhằm thẳng vào lôi thú mà trùng kích. Lôi thú cả kinh gầm nhẹ một tiếng nhưng dường như nó đối với hắc sắc điện hồ này có vẻ sợ hãi, một lần nữa thi triển lôi độn chạy tán loạn khắp nơi. Trong lúc nhất thời có một đoàn ngân quang như ẩn như hiện ở trong cấm chế giống như quỷ mị đang chạy trốn, mà ở sau lưng đó đã có hơn 10 căn hắc sắc điện hồ điên cuồng đuổi theo một tấc không bỏ. Nhất thời từ trong cấm chế truyền ra từng tiếng sấm nổ lớn vô cùng mà điếm chủ cũng không ngừng niệm chú thúc dục cấm chế tốc độ của hắc sắc điện hồ ngày càng nhanh cuối cùng huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh phảng phất như không gian trong cấm chế đều được hắc sắc điện quang bao phủ lại khiến cho hàn lập ở bên ngoài quan sát mà giật mình không thôi những hắc sắc điện hồ này không biết là loại lôi điện thần thông nào mà có tốc độ thật nhanh khiến cho người khác sợ hãi không thôi nếu như hắn bị nhốt ở trong cấm chế này thì cho dù dùng đến phong lôi song xí cũng khó mà tránh lâu được ngay cả lôi thú tinh thông lôi độn cũng không thể kéo dài lâu hơn quả nhiên đúng như dự đoán của hắn chỉ một chút công phu nhỏ nữa thôi mà ngân quang do lôi thú biến ảo thành bỗng nhiên run nhẹ liền bị mấy đạo hắc sắc điện hồ kích chúng vào thân thể. Sau khi hét thảm một tiếng thì thân hình của lôi thú hiện ra giữa không trung, thân thể run rẩy không ngừng. Cứ như vậy nên những hắc sắc điện hồ còn lại đều oanh kích lên thân thể của nó. Âm âm, một tiếng, tiếp theo là âm thanh giống dân từ trong miệng của lôi thú truyền ra, bên ngoài thân thể của nó đồng thời xuất hiện điện hồ có màu sắc đỏ, trắng, xanh, vàng bất đồng đang liều mạng ngăn cản hắc sắc điện hồ nam tử khô gầy ở bên ngoài nhìn thấy như vậy liền hít sâu một hơi bước lên một bước một bàn tay vỗ vào trụ đồng ở trước người trong phút chốc thôi một đoàn linh lực xuyên thấu qua bàn tay tập trung vào đồng trụ mà truyền vào điện hồ từ trong long thủ xuất ra ngoài chỉ chốc lát thôi đã to lớn hơn vài phần lôi thú bị hắc sắc điện hồ công vây quanh rốt cục không chống cự nỗi mà rơi từ trên không trung xuống từ sắc điện hồ trên cơ thể đã nhạt đi không ít trong nháy mắt hắc sắc điện hồ này phóng lớn ra biến ảo thành từng đạo hắc sắc lôi phi chói chặt con thú này lại khiến cho nó không thể nhúc nhích chút nào, tốt rồi, chư vị đạo hữu có thể tiến vào. Nam tử khô gầy lớn tiếng nói, bàn tay đặt trên đồng trụ cũng được thu lại, sau khi đánh vào một đạo pháp quyết lên đồng trụ khiến cho điện võng trên đồng trụ lập tức vỡ ra rồi biến mất. Ba người hàn lập sau khi liếc mắt nhau một cái rồi hóa thành từng đạo linh quang bay vào trong, linh quang chấp động vài cái sau thì ba người đã phân biệt đứng cách lôi thú vài trượng mà vẫn không đến gần nó. Nam tử khô gầy sau khi thua pháp quyết lại cũng đi đến đứng bên cạnh đám người hàn lập. Ta sẽ dùng bí thuật giam khốn bổn nguyên lôi lực ở trong cơ thể con thú này, ba vị chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta rót linh lực vào trong thân thể nó là được. Điếm chủ không nói dài dòng mà chỉ dặn dò nhanh vài câu thôi. Tiếp theo hắn lộn bàn tay lại thì ở trong bàn tay đã xuất hiện năm chủy thủ đen thùi. Trông thấy nó rất nhẹ giống như được làm từ gỗ vậy. Hắc tinh, vừa thấy chủy thủ này thì đại hán và thanh niên kia sắc mặt đại biến. Hàn lập nhướng mày, trong lòng cảm thấy. Nhưng đại hán và thanh niên kia không có ý tứ mở miệng nói điều gì cả, còn điếm chủ lại không muốn giải thích gì. Hắn chỉ giơ tay lên huy chủy thủ vài cái lập tức phát ra vài đại ô quang, năm chủy thủ phân biệt đánh vào trong tứ chi và trái tim của lôi thú. Lôi thú phát ra một tiếng giống to kinh thiên động địa, thân hình ở trong xiềng xích mày đen kia không ngừng dẫy ruộng nhưng những nơi chủy thủ cắm vào không hề có một giọt máu rơi xuống. Linh quang trên năm chủy thủ không ngừng lưu chuyển khiến cho tứ sắc điện hồ của lôi thú ngày càng nhạt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Điếm chủ thấy vậy liền phun ra một ngụm bạch quang. Đây là một viên tinh thạch hình lăng màu trắng lớn bằng nắm tay nhưng toàn thân màu trắng toát ra từng trận linh áp kinh người. Đôi mắt của Hàn Lập vừa thấy vậy liền nhíu nhíu mày. Cao giao phi linh tộc không hề giống với cao giao tu sĩ của nhân tộc. Bọn họ không hề có kim đan cũng như Nguyên Anh, mà bọn họ tu luyện thành một cái nỗi danh gọi là tinh hạch. Tầm quan trọng của nó không hề thua kém kim đan hoặc Nguyên Anh của nhân tộc. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi được điếm chủ phun lên tinh hạch, sắc mặt của điếm chủ ngưng trọng chỉ vào tinh hạch một cái. Nhất thời tinh hạch trầm xuống rồi tiến vào trong đầu lôi thú biến mất bóng dáng. Động thủ, đồng thời nam tử khô gầy hét lớn một tiếng, đám người thanh niên lập tức thi pháp, chỉ thấy hàn lập trà hai tay lại với nhau phát ra từng đạo kim hồ. Mà đại hán há miệng rộng phun ra một đoàn bạch sắc lôi quang, hai cánh ở sau lưng thanh niên âm nhu kinh dung lên phát ra từng đạo ngân hồ trượt lóe rồi ba loại điện hồ không giống nhau anh kích lên thân thể của lôi thú. Vô luận là ích tà thần lôi hay là hai điện hồ của hai người còn lại vừa tiếp xúc với than thể của lôi thú liền phát ra âm thanh, thử lập rồi bị năm thanh hắc sắc thủy thủ hút vào trong. Lập tức năm thanh thủy thủ phát ra một tầng tầng u mang, tiếp theo liền hóa thành từng đạo hắc sắc điện hồ tiến vào trong thân thể của lôi thú đại hán cùng với thanh niên vừa thấy vậy liền ngẩn ra nhưng điện hồ trong tay không hề ngừng lại chút nào cả nhất thời năm thanh thủy thủ bắt đầu run nhảy nhẹ hàn lập thấy vậy liền liếc nhìn điếm chủ ở kế bên một cái hắn chỉ thấy nam tử khô gầy kia đang khoanh chân ngồi một bên nhắm mắt lại hai tay một pháp quyết cổ quái vô cùng như đang thi triển bí thuật nào đó toàn thân hắn toát ra bạch quang nên cũng thấy rõ đây là dấu hiệu phát huy linh lực cực hạt vẫn chưa nhìn thấy điều gì dị thường nên hàn lập thu ánh mắt lại tạm thời mặc kệ đối phương mà chuyên tâm khu động ích tà thần lôi. Không biết là thân thể của lôi thú cổ quái hay là hắc tinh chủy thủ kia có gì kỳ dị, chỉ sau thời gian khoảng một bữa cơm cắn nuốt lượng lớn điện hồ mà vẫn run rẩy trên người lôi thú không ngừng nhưng lại không có chút dị thường nào nữa. Nhưng điếm chủ ngồi một bên đang làm phép kia sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán đầy mồ hôi hơn nữa mạch máu ở hai bên trán nổi lên trông rất dị thường, ngay cả linh quang trên thân thể cũng ảm đạm vài phần nhưng thật ra trên trán hắn không biết từ khi nào hiện ra một bóng trắng của tinh hạch lớn khoảng nắm tay đây chính là hư ảnh của tinh hạch đang không ngừng chập chờ ba vị gia tăng lôi điện một lát lâu sau thì nam tử không có chút huyết sắc trên mặt kia đột nhiên nói một câu phải biết rằng sau một đoạn thời gian không ngừng rót lôi điện vào thì linh lực của ba người đã tiêu hao hơn phân nữa rồi nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng ba người không thể chống đỡ lâu được nhưng nghe khẩu khí của vị điếm chủ này có vẻ khẳng định như vậy nên bọn họ không có do dự lâu liền làm theo Nhất thời tiếng sấm vang lên không ngừng, tam sắc điện hồ như bao phủ hoàn toàn lôi thú vào trong. Dưới sự ra tay toàn lực của ba người thì nam thanh chủy thủ cắm trên người lôi thú phát sinh một ít biến hóa mới. Những vật đó không ngừng hấp thu lôi điện nên toàn thân dần chuyển màu đỏ tươi như máu. Lúc này ảo ảnh tinh hạch trên đầu của nam tử khô gầy xuất hiện chút huyết sắc và bắt đầu cuồng trướng không ngừng, đột nhiên nam tử mở hai mắt, từ trong miệng phun ra một vật. Đây là một khối mục bài màu xanh biếc ở trên đó có một tầng hoa văn phức tạp và có vẻ thần bí vô cùng, một bài vừa xuất hiện liền chợt lóe lên rồi xuất hiện trên đầu của lôi thú. Phốc suy một tiếng, một bài phát ra một chùm lục ti tiến vào trong đầu của lôi thú biến mất bóng dáng. Thân hình đã bất tỉnh của lôi thú khẽ chấn động, dưới âm thanh vù vù của một bài thì một hư ảnh của lôi thú bị vô số lục ti quấn quanh từ trong đầu của lôi thú kéo ra hơn một nửa. Điếm chủ thấy vậy liền lộ ra sắc mặt vui mừng, mười ngón tay di chuyển không ngừng, đồng thời trong miệng không ngừng đọc pháp quyết gì đó một bài phát ra âm thanh vù vù, những lục ti kia bị thúc dục liền tiếp tục nắm lấy tinh hồn của lôi thú mạnh mẽ lôi ra ngoài. Đột nhiên hai mắt của lôi thú phát ra kim quang, từ bên ngoài thân thể không ngừng truyền ra tiếng sấm, trùy thủ cắm vào trong thân thể không ngừng run mạnh, bên ngoài lại bắt đầu hiện ra tứ sắc điện hồ. Điếm chủ cả kinh, mới vừa rồi tinh hồn của lôi thú bị lôi ra ngoài hơn phân nữa liền toát ra linh quang trói mắt nhưng lập tức chìm vào trong thân thể của hắn. Đồng thời trong miệng của lôi thú không ngừng điên cuồng giống giận, điện hồ trên người không ngừng phóng ra liều mạng dãy ruộng, các người không còn có thể gia tăng chút lôi điện lực sao. Nam tử khô gầy kinh sợ nên vội vàng nói với ba người hàn lập. Không được, đã đến cực hạn rồi. Sắc mặt của thanh niên âm nhu kia tái nhợt, ta không có năng lực rót thêm chút lôi điện vào nữa. Tình hình của đại hán khá hơn chút nhưng cũng tỏ vẻ không thể gia tăng nữa, còn hàn lập trực tiếp lắc đầu. Tốt, xem ra chỉ có thật sự mạo hiểm thôi. Ba vị bảo trì lôi điện lực như bây giờ để ta thi pháp ngũ thải thiên lôi. Tin rằng bằng lôi lực này có thể hy vọng thành công một lần. Điếm chủ có chút thất vọng nhưng lập tức hắn cắn răng nói, vừa nghe điếm chủ nói vậy thì sắc mặt của ba người Hàn Lập khẽ biến, điếm chủ không hề tiếp tục kéo dài nữa mà hai cánh sau lưng khẽ vỗ rồi bay từ từ lên cao. Chương 1426, dẫn lôi châu. Bay đến cách đám mây đen giữa không trung khoảng hơn trăm trượng thì điếm chủ dừng lại, ánh mắt ngưng trọng mở miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mười ngón tay của hắn nhanh chóng hướng vào tinh huyết điểm một cái khiến cho huyết này hóa thành một cái huyết phù thật lớn nhắm thẳng vào ngũ sắc điện hồ bay đi. Vài lần lóe lên liền biến mất vào trong đó không còn thấy bóng dáng nữa, khi huyết phù vừa mất thì điện hồ kia phát ra âm thanh nổ ầm ầm vang vọng khắp nơi, ô vân ở trong ngũ sắc thần lôi bạo phát khắp không gian nhìn có vẻ dữ tợn vô cùng. Điếm chủ thấy lôi uy này liền nuốt xuống một ngụm nước miếng, tiếp theo cắn răng phun ra thêm một đoàn tinh huyết nữa, đồng dạng hóa thành huyết phù tiến vào trong ngũ sắc thiên lôi. Chỉ chốc lát thôi đã tốn nhiều tinh huyết như vậy khiến cho gương mặt của nam tử khô gầy kia nhìn trắng bệch không chút huyết sắc nào cả nhưng hắn lại có hành động giống như là được ăn cả ngã về không có ngã cũng không uổng phí. Ngũ sắc thiên lôi được nhiều huyết phù tiến vào như vậy nên cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, chẳng những lôi minh càng nhỏ đi rất nhiều mà lôi quang càng nhu hòa hơn. Khắp điện hồ lộ ra những sợi tơ nhỏ như mạch máu như ẩn như hiện quỷ dị vô cùng, điếm chủ thấy vậy liền mừng rỡ, trong miệng không ngừng đọc chú, hai cách nhằm vào không chung vẫy một cái phốc phốc vài tiếng, vô số sợi huyết ti từ trong hai cách bay ra ngoài bắn vào trong ngũ sắc điện hồ kia cùng với những sợi huyết ti trên đó hòa làm một thể bao vây đoàn thiên lôi đó vào trong. Hai tay của điếm chủ bắt quyết khiến cho bạch quang trên người phát ra chói mắt vô cùng, từng đạo từng đạo pháp quyết bay lên không trung. Ngũ sắc thiên lôi ở trong huyết ti truyền ra một tiếng lôi minh nho nhỏ liền co rút lại, chỉ trong nháy mắt thôi đã hóa thành một lôi cầu lớn khoảng nửa trượng, ở bên ngoài lôi cầu có một huyết phóng do huyết ti kết thành. Nam tử khô gầy thấy vậy liền mừng rỡ giơ tay hướng về quang cầu phất nhẹ một cái, ngũ sắc thần quang trông có vẻ hung tợn vô cùng kia vậy mà dưới một phất tay của hắn liền ngoan ngoãn bay đến. Hàn lập thấy vậy liền đứng ngẩn người, điếm chủ căn bản để cho đám người hàn lập đặt câu hỏi mà thân hình liền nhoáng lên biến mất tại chỗ. Tiếp theo sau đó ở trên mặt đất truyền ra một sự dung chuyển nhẹ nhẹ, nam tử khô gầy quỷ dị xuất hiện bên cạnh lôi thú, hắn giơ hai tay lên phóng ra hai cột sáng to lớn đánh vào lôi cầu cách mặt đất không quá 10 trượng kia khiến cho âm thanh ầm ầm vang vọng khắp nơi. Khoảng cách gần như vậy khiến cho dám người Hàn Lập cảm nhận được uy thế đáng sợ của ngũ sắc lôi cầu kia nên sắc mặt đại biến. Cũng may lôi cầu kia bị nam tử khô gầy thi pháp ở trên cao chứ không ba người chỉ biết thu tay lại mà bỏ chạy. Bọn họ không muốn giao tính mạng của mình ở trong tay của người khác chút nào. Điếm chủ không rảnh để đi ngó ngàng đến ba người Hàn Lập mà nghiêm túc khốc chế lôi cầu, Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Lôi cầu quay tròn vài cái rồi để lộ ra một cái lỗ nho nhỏ, một tiếng sấm nhỏ vang lên tiếp theo là một đạo ngũ sắc điện hồ tinh tế bắn nhanh vào lôi thú ở bên dưới. Trong nháy mắt ngũ sắc lôi cầu xuất hiện thì lôi thú như đã phát hiện ra đại sự bất ổn liền liều mạng giống giận không ngừng khiến cho xiềng xích trên người như đã nới lỏng một phần nào. Nhưng mà không chờ nó di chuyển được bước nào thì ngũ sắc điện hồ hóa kích trên thiên linh cái của nó làm cho lôi thú không kịp hừ một tiếng đã ngã xuống đất. Điếm chủ mừng như điên vừa thúc giục ngũ sắc lôi cầu phóng ra từng tia chớp đánh xuống không ngừng, đồng thời hắn ở bên ngoài thi pháp để cho mộc bài trên đầu lôi thú phun ra lục ti một lần nữa. Lúc này ngũ sắc lôi hồ được lôi điện của ba người hàn lập phụ trợ nên hư ảnh của lôi thú lần nữa bị mộc bài kéo ra ngoài. Tinh hồn của lôi thú liều mạng giấy ruộng nhưng lôi điện lực trên người bị năm thanh thủy thủ phong ấn, còn thân thể thì bị ngũ sắc thiên lôi và đám người hàn lập áp chế khiến cho nó không còn sức để ngăn cản, bị mộc bài kéo dần dần ra ngoài một bài lấp lé linh quang một cái lập tức thu tinh hồn của lôi thú vào trong nam tử khô gầy kia vội vàng bắt pháp quyết đánh vào một bài khiến cho nó không ngừng toát ra linh quang rực rỡ đem tinh hồn của lôi thú hoàn toàn phong ấn vào trong làm xong tất cả nam tử ấy mừng rỡ hướng một bài phất nhẹ một cái làm cho một bài bay đến lòng bàn tay của mình ha ha rốt cuộc đại công cũng cáo thành rồi điếm chủ mừng như điên cười to không dứt ánh mắt của hàn lập chợt lé lên một cái lôi minh trên tay dần nhỏ đi rồi biến mất kim hồ cũng không còn bóng dáng. Đây là ý gì? Ngư huynh không phải muốn hàng phục con thú này sao? Chẳng lẽ đã xong rồi ư? Ừ, thanh niên âm nhu vừa thu công pháp vừa nhìn thân thể của lôi thú không nhúc nhích rồi lại nhìn ngọc bài trong tay điếm chủ nhướng mày. Đây cũng là câu hỏi mà Hàn Lập và Đại Hán muốn hỏi. Ha ha, chỉ cần có thể đem tinh hồn của lôi thú bắt ra ngoài rồi thì thu phục nó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tiếp theo không cần ba vị phải ra tay nữa. Nam tử khô gầy cẩn thận thu mộc bài vào trong người cười lớn vui vẻ vô cùng. Ba người Hàn Lập liếc mắt nhau một cái, tất cả đều cảm thấy kỳ hoặc nhưng không nói ra mà chỉ lộ ra một tia cảnh giác. "Ba vị yên tâm, nếu đã trợ giúp ta đại công cáo thành rồi thì thù lao ta đáp ứng tuyệt không nuốt lời." "Mời ba vị tiếp." Điếm chủ cười ha ha khoát tay áo lên, một cỗ bạch hà chợt hiện rồi trước mặt hắn xuất hiện ba hộp gỗ. Ba hộp gỗ đó sau khi xuất hiện liền bay nhanh đến đám người Hàn Lập. Thanh niên âm nhu kia cùng với hát giáp đại hán tuy có nghi hoặc nhưng nhìn thấy vật mình mơ tưởng xuất hiện liền vui vẻ giơ tay lên tiếp hộp gỗ mà bất chấp tất cả. Nhưng Hàn Lập thấy vậy liền quay tròn thân hình, lập tức trên người hắn xuất hiện một kim sắc trường bào chợt lóe lên rồi bao vây hộp gỗ vào trong. Tiếp theo cả hai chân điểm một cái liền lùi nhanh về phía sau. Vừa thấy Hàn Lập có cử động như vậy lập tức làm cho thanh niên âm nhu kia ngẩn ngơ, trong lòng thầm kêu một tiếng, không tốt, muốn quăng hộp gỗ ra xa nhưng đã trễ chỉ thấy trên hộp gỗ thoáng hiện ra bạch quang rồi biết mất, thay vào vị trí của hộp chính là một hạt châu trong suốt. Dẫn lôi châu, thanh niên kia kêu lên một tiếng sợ hãi, ngón tay vươn ra muốn đánh bay hạt châu kia. Nhưng một tiếng sấm vang lên lập tức lôi châu vỡ nát phát ra bạch quang chói mắt. Ngũ sắc lôi cầu trên không trung chỉ còn lại được một nửa kia chỉ trong nháy mắt lôi châu vỡ nát liền hóa thành ba đạo điện hồ bổ xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, dường như chỉ chợt lóe lên liền đến nơi. Ầm ầm, ba tiếng nổ vang lên, thanh niên và đại hán đồng thời bị ngũ sắc điện hồ cùng bạch quang bao phủ vào trong. Hai loại uy năng có thể hợp lại làm một khiến cho hai người phát ra khói xanh ngã trên mặt đất không biết sống chết. Còn bên Hàn Lập thì dẫn lôi châu bị lôi bào bao vây nổ mạnh ở một bên bị lôi bào hấp thu hoàn toàn. Ngũ sắc điện hồ ở trên không trung rơi xuống cũng lệch qua một bên công kích trên mặt đất, nơi mặt đất bị ngũ sắc điện hồ công kích liền hóa thành một động rộng mấy trượng mà không hề phát ra một tiếng động nào như trống rỗng xuất hiện vậy điện hồ kia có thể đánh xuyên thủ tầng hai này còn hàn lập đã đi đến bên chỗ miệng động ra ngoài liền dừng lại ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nam tử khô gầy kia di nét mặt vốn đang tươi cười của nam tử ấy chợt thu lại phát ra một tiếng di nhẹ ngoài ý muốn nhưng lập tức khóe miệng liền lộ ra một nụ cười châm chọc đột nhiên hàn lập rung hai cánh lên không chút dấu hiệu nào chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đạo điện hồ biến mất bóng dáng mà dường như ngay lúc đó có hai bàn tay mày xanh xuất hiện ngay vị trí của hàn lập vừa đứng mười đầu ngón tay chấp động lôi mang màu đỏ như máu. Cư nhiên lại là thân thể của lôi thú bị hắc liên khóa lại không biết từ khi nào dã di động yên lặng đột đến sau lưng hàn lập, thần không biết quỷ không hay đánh lén hắn. Chỉ là đôi mắt của lôi thú tỏa sáng rực rỡ có vẻ linh trí vô cùng. Điếm chủ thấy một kích này không thành công liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức đôi mắt chợt lóe liên lập tức khiến cho thân hình biến mất, không một tiếng động bay ra ngoài. Nhưng ngay lúc này trên đầu nam tử xuất hiện một tiếng sấm nhỏ, thân hình hàn lập xuất hiện trong bạch lôi hắn không lên hai tiếng nhắm vào căn đồng trụ run tay hai tay lên mấy đạo kim quang trói mắt đã vây chảm căn đồng trụ thành bảy tám phần tất cả cấm chế để bị phá hỏng thân hình của điếm chủ ngừng lại ánh mắt âm trầm nhìn qua hàn lập yên lặng ôm cánh tay trôi nổi giữa không trung lúc này ở sau lưng truyền đến một tiếng sấm lôi thú ở trong tứ sắc điện hồ xuất hiện sau lưng hàn lập cùng với điếm chủ tạo thành thế giáp công ta mặc kệ ngươi có ý đồ gì thật sự là muốn hàn phục lôi thú hay là đối với tinh hồn lôi thú cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đưa vật ta muốn cho ta thì chuyện nơi đây ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì. Suốt cuộc hàn lập cũng mở miệng nói, ngươi chính là một kẻ linh tương thì có tư cách gì nói đến điều kiện với ta. Nếu các hạ ở ngay lúc toàn thịnh thì tại hạ không có gì nắm chặt nhưng tiền bối vừa rồi không tiếc tổn hao tiên huyết làm pháp nên bây giờ tu vi còn không đến một nửa. Chẳng lẽ ngư tiền bối cho rằng thêm một con linh thú còn chưa thành thục có thể ngăn cản ta rời đi sao? Hàn Lập Lơ đã nói, đột nhiên hai tay phất một cái lập tức bay ra một đạo ô quang, sau khi ô quang tán đi lập tức lộ ra một con tiểu hầu trên mặt đất. Tiếp theo tiểu hầu hai tay vỗ ngực, nhất thời thân thể to lớn lên, chỉ chốc lát thôi đã cao hơn 10 trượng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào lôi thú sau lưng. Đồng thời kim quang trên thân thể của Hàn Lập chợt lóe lên, trên người bay ra 72 thanh tiểu kiếm bay quanh thân thể không ngừng, sau lưng xuất hiện phạm thánh chân ma pháp tương với ba đầu sáu tay. Hai tay sau khi lộn một cái liền xuất hiện một tòa núi nhỏ trong lòng bàn tay, tay còn lại xuất hiện năm đầu khô lâu bay múa trên đó. Hai cách sau lưng Hàn Lập vẫy nhẹ một cái lập tức có thanh quang lượn lờ, một con chim nhỏ bay quanh pháp tướng, tiếp theo một hư ảnh của thiên phượng xuất hiện. Ba cái pháp tướng xuất hiện lập tức khiến cho khí thế mạnh mẽ vô cùng, linh khí trùng thiên làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Chương 1427, kiêng kỵ, vốn khóe miệng của điếm chủ còn có chứa một tia cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn đại biến với tu vi của hắn tự nhiên cảm ứng được pháp tướng sau lưng hàn lập ẩn chứa uy lực cường đại lộ ra nét sắc bén của bảo vật mà đề hồn thú biến thân thành ác quỷ vô cùng to lớn dữ tợn càng nhìn càng thấy không phải chuyện đùa. ngươi là ai đệ tử kiệt xuất trong thiên bằng tộc ta cũng biết một vài người không có nhất hào nhân tài là ngươi sau khi trầm mặc một lúc khô xấu nam tử bỗng nhiên quát lớn một tiếng ta là ai không quan trọng mấu chốt là đề nghị của ta tiền bối cảm thấy như thế nào các hạ tu vi từ luyện hư hậu kỳ lại tụt xuống sơ kỳ cảnh giới, mặc dù còn có hậu trước ở phía sau, nhưng tại hạ cũng có một nửa nắm chắc có thể đánh bại các hạ. Chỉ là, tại hạ cũng không muốn làm cái việc cá chết lưới rách. Chỉ cần đem thứ mà ta muốn giao ra, tại hạ lập tức xoay người rời đi. Hàn lập nhìn qua điếm chủ, nhàn nhạt nói. Khô xấu nam tử nghe vậy, ánh mắt đảo qua vài cái trên người hàn lập, sau khi lưỡng lự một chút, lại lộ ra một tia cười khổ. Được, rất tốt, bằng thực lực của người đã lộ ra, đích xác có tư cách nói lời như vậy. Nhưng đáng tiếc là, ta mặc dù muốn đáp ứng ngươi, cũng căn bản không có thanh la quả cho ngươi. Bảo vật mà trước đó các ngươi nhìn thấy trong hộp, chẳng qua là do ta dùng bí thuật mà chỉ có ngũ quang tộc mới có, huyễn hóa ra mà thôi. Ngươi lúc trước hẳn là cũng có chút hoài nghi mà. Sau khi liếm môi vài cái, điếm chủ hỏi một câu thử dò xét. Hắc hắc, bí thuật huyễn hóa, công pháp mà ta tu luyện, đích xác có thể nhìn thấu huyễn hóa. Nhưng đồ mà ta muốn, chính là vật trong hộp. Bí thuật huyễn hóa của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm, thì như thế nào lại đem thanh la quả biến ảo thành thiệt giả khó phân biệt như vậy? Hàn lập thâm ý sâu sắc nói, ngươi muốn vật kia, điếm chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, điều kiện này không tính quá phận. Hàn lập nhẹ bay lên, nếu ngươi nói là muốn vật ấy, tự nhiên có thể cho ngươi. Lúc này đây điếm chủ căn bản không thèm lo lắng trả lời, bàn tay vừa động, một cái mộc hạp ra hiện trong tay, liền vứt tới. Trong mắt hàn lập lóe lên một tia lam quang sắc bén, một tay chảo vào hư không. Một phiến thanh hà bay ra, thoáng cái đem mộc hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn bay lơ lửng tại trước mặt. Hàn lập thần niệm quét qua, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, sau đó đánh bật nắp hộp. Một cỗ dược hương xông vào mũi, trong hộp đúng là thiên la quả mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần. Hàn lập không nói một lời, há miệng ra, một đoàn máu huyết phun tới, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào mộc hạp. Lập tức trong hộp ngũ sắc hào quang lóe lên, màu xanh biếc quả thực phản phất dần dần thu nhỏ lại, trong nháy hóa thành hột của thanh la quả to bằng ngón tay cái. Vật để trong hộp không phải là thanh la quả, mà là hột của nó mà thôi. Ta đúng là nhiều năm trước khi lần đầu mạo hiểm tại địa nguyên, trong lúc vô tình chiếm được một quả thanh la quả. Nhưng là vì thúc giục lôi thú, nên không lâu trước mới vừa vận dùng làm thuốc xong. Nếu không cho dù thật sự đem quả này giao cho Hàn huynh đệ, cũng không sao. Một của quả này cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với lớp thịt của thanh la quả thì lại kém rất nhiều. Ngư mỗ cũng không để cho các hạ bị thiệt, ta sẽ đền bù tổn thất bằng mấy khối cực phẩm linh thạch, thế nào? Ánh mắt của nam tử nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của Hàn Lập, trong nội tâm cũng buông lỏng, mỉm cười nói. Tiếp đó tay áo của hắn run lên, một cái bì đại màu xanh bay tới. Hàn Lập chân mày khẽ động, không có mạo muội tiếp nhận, mà là quần sáng mở ở sau lưng, lập tức đem bì đại này tiếp lấy đưa vào trong vô từ thần quang. Bì đại trong quầng sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống. Nếu tiền bối nói như thế, hàn mỗ cũng không khách khí. Thần niệm trong nháy mắt cảm ứng được vật trong bì đại. Hàn lập mỉm cười, vù một tiếng, bì đại lăng không lóe lên biến mất. Thong dòng đem hột quả trong hộp thu lấy, nhìn thấy hàn lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, điếm chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện lên nụ cười dò hỏi. Hàn huynh đệ thần thông quả nhiên không phải bình thường, không biết hàn huynh đệ sau này có ý định. Ta đã có được vật mình muốn, sau này tự nhiên không có ý định gì. Còn nếu như nói, thì hai người này cũng giao cho ta xử lý. Dù sao hai người này cùng ta là một nhóm đến đây, nếu là mất tích không thấy, tại hạ không thể nói công đạo đối với những người thiên bằng khác. Mà sau việc này, tiền bối hơn phân nửa chắc cũng không ở lại trong thánh thành mà Hàn Lập thản nhiên nói. Giao cho ngươi, cũng không phải không được, nhưng mà hai người này tính tình cũng không tốt lắm, lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy chỉ sợ rất không cam tâm, còn không bằng xong hết mọi chuyện, đưa bọn họ giải quyết thật tốt. Điếm chủ cũng không cảm thấy lời nói của Hàn Lập kỳ quái, mà là thấp giọng cười. Tại Hạ tuy cũng muốn làm như thế, nhưng còn có chuyện trong người, phải ở lại thiên bằng tộc một đoạn thời gian. Về phần như thế nào trấn an bọn họ, Tại Hạ sẽ nghĩ cách Hàn Lập bộ dáng hời hợt đáp. Nếu Hàn huynh đệ nói như thế, hai người này sẽ để lại cho ngươi. Điếm chủ không nói thêm nữa. Sao, lại thật sự đồng ý, Cơ hồ cùng một thời gian, quanh thân lôi thú tứ sắc điện quang lóe lên, thoáng cái không. Thấy ở sau lưng hàn lập, sau một khắc, trong tiếng lôi minh nó hiện ra ở sau lưng của điếm chủ. Xem ra tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới hàng phục con thú này, mà là định dùng con lôi thú này làm thân ngoại hóa thân. Hàn lập nhìn lôi thú, đột nhiên ánh mắt chấp động hỏi. Hàn huynh đệ đã nhìn ra, điếm chủ cười ha ha, lời nói hàm hồ dị thường. Hàn lập khóe miệng khẽ động, vừa định hỏi lại một vài điều, đột nhiên trong không trung truyền đến thanh âm vù vù, nguyên bản mây đen mà điếm chủ làm phép đưa tới bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất, cả bầu trời hiện ra dị mang màu vàng nhạt, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị. Có nhiều chỗ trong không gian, thậm chí bắt đầu có chút vặn vẹo. Đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại, thiên địa nguyên khí của tu di động thiên này đã bị ta làm tản hết, không lâu sẽ văng tung tóe tán loạn. Chúng ta nên nhanh chóng rời đi. Khô xấu nam tử quan sát bốn phía, nhướng mày. Được, muốn mời ngư tiền bối mở ra con đường hàn lập lập tức đáp ứng nói hắc hắc khách khí rồi điếm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng ở sau lưng của hàn lập nói tiếp đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm tiến vào trong hư không ngũ sắc hào quang chấp động vốn họa trục biến mất giờ lại lăng không hiển hiện trong hào quang đem hàm trục mở ra một đạo cột sáng từ trên họa trục xuất ra phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một cái quang môn cao hơn một trường bên trong một mảnh trắng toát có vẻ nối thẳng với động thiên bên ngoài hàn lập thần sắc khẽ động đầu vai nhoáng một cái lập tức từ phía sau lưng bay ra hai quầng sáng đem đại hán cùng thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất tiếp lấy giữ ở sau lưng mà sau lưng đề hồn cũng thu nhỏ lại trong nháy hóa thành một hắc viên cao lớn sau khi lóe lên cũng đi theo sau lưng hàn lập hàn huynh đệ ta đi thôi trong nháy mắt khi hàn lập đỡ lấy đại hán cùng thanh niên trong mắt điếm chủ lóe lên một tia quang mang nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác chỉ là nói một tiếng hai người chợt lóe lên một trước một sau đi ra quang môn hàn lập trước mắt sáng ngời bên ngoài không ngờ đúng là chỗ ở của khô xấu nam tử hết thảy bình tĩnh cực kỳ cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh mà ở vách tường phía sau lưng hai người bất ngờ vẫn là phó tu di động thiên đồ đang treo ở đó lúc này trong nội tâm của hàn lập mới có chút buông lỏng mặc dù động thủ với thần thông của hắn cũng không quá e ngại người này nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện hư tu sĩ bình thường mà có một thân bí thuật quỷ dị, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sanh tử với đối phương. Cạch một tiếng, sau khi cổ họa trên vách tường rơi xuống, vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, biến mất không thấy. Hàn lập trong lòng cả kinh, trên mặt có chút hít động dung. Khô xấu nam tử ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, thì vẻ mặt rất bi thống. Hiển nhiên là rất tiếc tu di chi bảo này bị hủy hoại. Xem bộ dáng của Hàn huynh đệ, có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện hai người này giao cho các hạ xử lý. Ngư mỗ còn có thương thế trong người, sẽ không tiến. Điếm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở, lập tức nói ra lời tiến khách như vậy. Hàn lập cũng không có ý ở lâu, liền lãnh đạm ôm quyền, tay áo run lên, sau khi đem để hồn thú thu lại, liền nhoáng một cái đi ra đại môn. Tại phía sau lưng hắn, hai luồng hào quang màu xám bao vây lấy âm nhu thanh niên cùng hắc giáp đại hán hai người kéo theo sau, ở xa xa nhìn lại, phảng phất như hai người này tự hành động rất bình thường bay đi theo sau lưng Hàn Lập. Ngay khi nhìn thấy thân hình của Hàn Lập biến mất không thấy ngoài đại môn, gương mặt điếm chủ thu lại nụ cười. Lúc này, hai gã thủ hạ canh ở ngoài cửa cũng đã tiến đến, kính cẩn của đứng ở một bên, sư tổ, thật sự thả ba người này đi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề lớn gì chứ một người cẩn thận hỏi. Hừ, có thể có cái vấn đề lớn gì, cho dù trong chốc lát hắn thật tìm người tới, chúng ta cũng sớm không ở chỗ này đem mọi vật thu thập lại, vận dụng cái truyền tống trận dưới mặt đất kia, chúng ta lập tức rời khỏi thánh thành. Thiên bằng tộc không được nữa, chỉ có đi ngũ quang tộc, ta ở ngũ quang tộc đã chuẩn bị xong một thân phận khác, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta điếm chủ lạnh lùng phân phó một tiếng. Vâng, sư tổ, đối với mệnh lệnh của khô xấu nam tử, hai gã người thiên bằng này không có nghi ngờ chút nào. Lúc này, hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đạc. Khô gầy nam tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua chỗ đại môn, trên mặt chợt lóe lên nét âm lệ. Nếu không phải vì lo lắng cho đại sự, không nghĩ tới việc xảy ra phong hiểm. Với tính tình của lão phu trước kia, nói cái gì cũng muốn đem bọn ngươi để lại. Hắn thì thào một câu, từ trong lòng móc ra một cái dược bình, ăn vào hai khỏa bích lục đan, tiếp đó một tay hướng trên mặt xoa một vòng, gương mặt thân hình đồng thời hiện ra bạch quang trói mắt. Sau khi hào quang thu vào, tại chỗ không ngờ lại hiện ra một người trung niên với dáng người nho nhã thon gầy. Người này vô luận là gương mặt hay thần thái đều khác hẳn lúc trước, phảng phất như là một người khác, hắn đi nhanh đến một góc của đại sảnh. Một tay hướng trên vách tường vỗ, một thông đạo xuống phía dưới hiển lộ ra. Người trung niên trực tiếp đi xuống dưới, cùng lúc này, Hàn Lập mang theo đại hán cùng thanh niên đến phụ cận một tòa kiến trúc. Nhìn qua mọi nơi, vắng vẻ dị thường, căn bản không có bóng dáng của một người nào. Hắn lúc này đem nguyên từ thần quang thu lại, hai người đang bất tỉnh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Sau khi xem xét tình trạng hai người này, Hàn Lập có phần bất đắc dĩ thở dài một hơi, coi như các người gặp may mắn. Nếu không ngại phiền phước đổ xuống trên người của ta, ta mới lười nhiều chuyện. Hắn vừa nói, một bên một tay vừa xoay chuyển, trong tay hiện ra hơn 10 cái ngân châm. Tiếng xé gió phát ra, hơn 10 cái ngân châm lóe lên tức thì chui vào trong thân thể của hai người. Chương 1428: Thiên bằng thánh tử. Không biết qua bao lâu sau Âm nhu thanh niên sau khi bị một trận đau đầu như muốn nứt ra, mới giật mình tỉnh lại. Sau khi mở mắt ra, hắn lập tức bật dậy cảnh giác vạn phần, hai bên cạnh hắn rõ ràng là hắc giáp đại hán dường như cũng đã tỉnh dậy và hàn lập. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ ra rồi, ngư lão tặc cuối cùng lại không có đem bảo vật cho chúng ta, ngược lại còn dùng dẫn lôi châu ám toán chúng ta. Thanh niên lập tức hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi hôn mê, không khỏi trở nên cực kỳ kinh sợ. Mà hắc giáp đại hán lắc lắc đầu vẫn còn đang mê mang, Lập tức khoanh chân ngồi dậy dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể. Một lát sau, hắn mới thở phào một cái, khá tốt, chỉ bị tổn thương chút ít nguyên khí, cũng không quá lo ngại. Hàn Lập vẫn cúi đầu không nói, nhưng mục quang chấp động không ngừng, tựa hồ đã xác định rõ sự tình trước mắt. Nhị vị có biết sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Sau khi liếc mắt nhìn qua trên người Hàn Lập cùng đại hán, Âm Nhu thanh niên hỏi. Không rõ ràng lắm, ta bị ngũ sắc lôi điện chạm vào lập tức chấn động nguyên thần liền bị hôn mê đại hán khẽ cười một tiếng hàn huynh đệ ta nhớ rõ lúc ấy hình như ngươi đã phát hiện ra cái bẫy của ngư lão nên không có chúng kế bị dẫn lôi châu ám toán thanh niên đột nhiên hướng hàn lập hỏi tại hạ chỉ là nhất danh phi linh sao có thể thật may mắn thoát khỏi ta tuy tránh thoát ngũ sắc thiên lôi nhưng sau đó lại bị lôi thú dùng lôi điện chi lực đánh lén giống như nhị vị đều mất đi hàn lập thở dài một tiếng nói bị lôi thú đánh lén cũng đúng con thú này bị ngư lão tặc dùng tinh hạch đưa vào trong thân, khiến hắn có thể tạm thời thao túng được thân thể của lôi thú. Nghe được lời ấy, âm nhu thanh niên cũng suy đoán được vài phần. Có điểm kỳ quái, lão tặc này đã trở mặt, sao bây giờ chúng ta còn có thể bình yên được? Hắc, đại hán bắt đầu suy xét lại, chuyện này có vẻ lộ ra một cổ quỷ dị. Có gì kỳ quái đâu, hơn phân nửa là lão tặc này vừa thấy đại công cáo thành, đột nhiên lại không nỡ đem vật đã hứa cho chúng ta ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái chỉ là hàng phục một đầu linh thú vậy mà lại dùng thứ gì đó quý hiếm như thế để trao đổi xem ra hắn vốn là có ý định quyệt nợ tính keo kiệt của người này ở vạn lôi phường tại thánh thành cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh âm nhu thanh niên mặt biến sắc mắng to lên nếu đã có ý muốn không nỡ bỏ những bảo vật kia ra đúng là không cần phải hạ sát thủ nhưng trong khoảng thời gian chúng ta hôn mê người này hẳn đã sớm đào tẩu rồi hàn lập gật gật đầu nói Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đại hán như có điều suy nghĩ, hiển nhiên đã chấp nhận những lời vừa rồi. Không thể để cho lão tặc này chạy mất như vậy, bây giờ đi tới chỗ ở của hắn, cho dù đúng là đã chạy mất, nhưng nói không chừng còn có thể tìm được đầu mối nào đó, thanh niên trong mắt Hàn quang lóe lên, không cam lòng nói. Hắc giáp đại hán sau khi do dự một chút thì đồng ý. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, lắc đầu nói, tu vi của tại hạ thấp, lần này có thể giữ được tánh mạng cho dù là may mắn nhưng cũng không dám nghĩ sẽ tiếp tục truy cứu việc này tại đây ta đành cáo từ hai vị tiền bối vừa nghe hàn lập nói lời này đại hán và thanh niên cùng khẽ giật mình không khỏi liếc mắt nhìn nhau hàn huynh đệ ngư lão tặc trêu chọc chúng ta như thế người thật có thể nhịn được cơn tức này ta xem hàn huynh đệ có một thân thần thông lôi điện không phải chuyện đùa điều này chứng tỏ cũng là người có lai lịch lớn cho dù lão tặc này tu vi hơn xa chúng ta nhưng hắn lúc trước thi pháp lấy ra tinh hồn của lôi thú, rõ ràng đã nguyên khí đại thương. Nếu chúng ta liên thủ với nhau, thì hắn không quá đáng sợ. Còn nếu thật sự không được, thì ba người chúng ta cũng có thể đi tìm mấy vị trưởng lão để nói rõ. Mặc dù tu vi của hắn mạnh, nhưng chẳng lẽ còn dám chống đối được với trưởng lão trong tộc. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi khuyên bảo, trưởng lão trong tộc, không cần phải kinh động tới bọn họ. Việc này chúng ta tự mình xử lý là được rồi. Hắc giáp đại hán sắc mặt biến đổi, nói như vậy. Quên đi, tại hạ tại thánh thành còn có chuyện quan trọng khác, lần này cũng là thuận thế làm. Giờ sự tình đã xảy ra biến hóa khác, thì sẽ không quá để tâm tới việc này. Hai vị tiền bối, vãn bối xin cáo từ. Hàn Lập bình tĩnh lắc đầu nói, ôm quyền chào hai người, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, người bỗng nhiên đằng không bay lên, hóa thành một đoàn thanh quang đã bay xa. Không biết điều, chỉ cần có thể tìm được ngư lão tặc, hai người chúng ta liên thủ cũng đủ để ứng phó rồi. Âm nhu thanh niên nhìn phía Hàn Lập đã độn quang đi xa, gương mặt âm trầm xuống, quay đầu nhìn đại hán nói. Hắc hắc, chỉ là một gã nhất danh phi linh, thêm hắn cũng không thừa, vắng hắn cũng không thiếu. Nhưng ngư lão tặc dám làm ra chuyện tình này, chỉ sợ còn lưu lại hậu trước ở phía sau, cơ hội của chúng ta cũng không quá lớn. Hắc giáp đại hán có chút lo lắng nói, không đích thân tra xét một phen, thì làm thế sao biết được không có cách nào ngăn chặn lão tặc. Âm nhu thanh niên nghe vậy liền lắc đầu phản đối nói thế cũng có chút đạo lý chúng ta đi thôi hắc giáp đại hán hừ vài tiếng nói tiếp đó hai người này sớm đã còn nhìn thấy bóng dáng của hàn lập liền cùng nhau hướng thẳng đến chỗ ở của điếm chủ lúc này hàn lập lại nghênh ngang quay trở về quý tân quán với bộ dáng đã đem việc này quẳng ra khỏi đầu óc những ngày sau đó hàn lập luôn ở trong lầu của quý tân quán đả tọa không ra không ngừng phục dùng đan dược vừa củng cố cảnh giới hóa thần hậu kỳ của bản thân đồng thời hắn đau khổ tham mộ thiên bằng biến của kinh chập quyết, chính là khẩu quyết biến hóa. Muốn tranh thủ càng sớm càng tốt, thật sự đem thần thông biến hóa này nắm giữ tới mức lô hỏa thuần thanh, để có thể dùng trong thời gian thực chiến tốt hơn một chút so với quá khứ. Hai tháng trong nháy mắt trôi qua, lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên giường, trên người từng phiến thanh hà lưu chuyển không ngừng, đột nhiên thần sắc khẽ động, hai mắt mở ra. Cơ hồ cùng một lúc, một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài ung dung truyền đến. Tại Hạ Bạch Bích, phụng lệnh đại trưởng lão, đến nghênh đón tiền bối tới phó ước. Hai mi mắt hàn lập khẽ khép lại, lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Thân hình hắn khẽ động, quỷ mị từ trên giường thoáng cái đã xuống dưới giường. Từ khi tu luyện qua kinh chập quyết của man biến thuật, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng phiêu linh, thân pháp so với trước kia cao hơn một bậc. Đẩy cửa phòng, hàn lập đi ra khỏi ngọa thất, hướng đến đại sảnh. Quả nhiên khi hắn ra đại sảnh, thì đang có một hoàng sam thanh niên, hai tay để sau lưng đứng ở trong sảnh. Thanh niên này thoạt nhìn cũng không quá anh Tuấn, nhưng mà mày thanh mắt sáng, vừa thấy Hàn Lập đi ra, liền tiến lên hỏi, ngài là Hàn tiền bối. Tại hạ vâng lệnh của đại trưởng lão, đặc biệt đến mời Hàn huynh khởi hành. Thanh niên tuy chỉ có tu vi là hóa thần sơ kỳ, nhưng nhất cử nhất động đều tiêu sái dị thường, chỉ nói mấy lời, lại làm cho người ta có cảm giác như vừa mộc xuân phòng. Bạch Bích, xem các hạ khí vũ bất phàm, sẽ không phải chính là một trong hai vị thánh tử chứ hàn lập liếc nhìn đánh giá thanh niên đột nhiên khẽ cười rộ lên vãn bối thật hổ thẹn thẹn với sự ưu ái của mấy vị trưởng lão đúng là thánh tử hiện giờ ở trong tộc chuyện này có quan hệ với hàn huynh thật ra tại hạ đã sớm từ trong miệng của hai vị trưởng bối ở gia tộc biết được vài điều tại hạ còn chưa đa tạ ơn tương trợ của hàn huynh nếu không vị trưởng bối trí thân của tại hạ đã có nguy hiểm đến tính mạng bạch bích mỉm cười liền ôm quyền nói trưởng bối ngươi ngươi nói chính là Hàn lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ra thúc bạch lôi, tiểu cô bạch ngưng, thanh niên cười nói. Ngươi là cháu của bạch lôi huynh ánh mắt hàn lập liếc qua vũ xí ánh vàng rực rỡ ở sau lưng của thanh niên, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái. Hàn tiền bối không cần cảm thấy kỳ quái, vãn bối là sau khi thanh niên mới kích phát ra côn man chân thánh huyết mạch ẩn trong cơ thể, vũ xí mới biến thành bộ dáng như vậy. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của hàn lập, bạch bích mỉm cười giải thích nói thì ra là thế, xem ra các hạ cũng có tạo hóa không nhỏ. Hàn lập lãnh đạm cười một tiếng, tiếp đó hắn đi theo vị thánh tử của thiên bằng tộc này, rời khỏi chỗ ở. Vài canh giờ sau, Hàn lập đang ở trong đại điện kỳ vĩ của một tòa thành cổ dùng bạch thạch xây nên. Trong điện trang nghiêm túc mục, tại chính giữa điện có bầy một cái bàn làm từ bạch thạch, hai bên phân biệt đặt năm chiếc ghế đá. Giờ phút này trong điện ngoại trừ kim duyệt, xích tu lão giả cùng Mỹ phụ đang chờ hai người, trên ghế đá còn có thêm một nam tử thân mặc hắc bào nam tử toàn thân tản ra hắc khí nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt bị che đi không cách nào thấy rõ nhưng sau lưng là vũ xí đen nhánh tỏa ra quang mang đúng là một đôi ô xí ở trên bàn đá thì bày đặt một cái hộp có màu đỏ như lửa trên bề mặt đều là thụ diệp cổ quái màu xanh biếc màu sắc của mộc hạp cùng với màu xanh này hoàn toàn bất đồng hàn lập đã sớm đứng ở trước mặt bốn người bạch bích cũng sớm đã đứng ở bên cạnh trong điện hào khí ngưng trọng dị thường nhưng tất cả mấy người này đều im lặng không nói tựa hồ đang chờ đợi người nào đó mà cái tên hắc bào nhân mới xuất hiện kia, nhìn từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Hàn Lập, với bộ dáng có phần cảm thấy hứng thú. Qua một lát sau, đột nhiên ngoài điện truyền tới thanh âm tiếng bước chân, một ngân sam nữ tử có vũ xí sí màu trắng, mang theo một làn khí phiêu linh đi tới trong điện. Mặt nàng trắng như ngọc, sóng mắt như thu thủy, trên người không nhiễm một hạt bụi nào. Lôi lan, người hình như đến chậm, Kim Duyệt nhìn qua nàng, lông mày khẽ nhíu lại, hỏi. Khởi bẩm đại trưởng lão, ta tạm thời tìm hiểu một ít pháp quyết đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ nên mới chậm trễ thời gian mong rằng mấy vị trưởng lão thứ lỗi nàng hướng mấy người kim duyệt khẽ không người trong miệng phát ra thanh âm hơi khàn khàn nếu như là tìm hiểu khẩu quyết có chỗ lĩnh hội thì bỏ qua kim duyệt vừa nghe nữ tử nói thần sắc không đổi nữ tử kia trong miệng cảm ơn một tiếng cũng đứng qua một bên ta gọi các ngươi đến tập trung ngày hôm nay có lẽ các ngươi hẳn cũng đã biết rồi uyên thí luyện lần này là quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc ta, cho nên vô luận như thế nào, trong hai người các ngươi cần phải có một người thông qua thí luyện, kế thừa ngôi vị thánh chủ của bản tộc. Nhưng mà mấy người chúng ta đã nhận được tin tức, hắn đối với thiên bằng tộc chúng ta đều có mang địch ý muốn phân chia, nên căn bản không muốn bản tộc tránh được kiếp nạn này, hơn phân nửa sẽ cho người cùng tham gia thí luyện, sẽ âm thầm ra tay đối với các ngươi. Bởi vì hai người các ngươi trở thành thánh tử trong thời gian quá ngắn, nếu như tộc thánh tử của hắn lại ngang ngược cản trở, thì lần thí luyện này khẳng định có đi mà không có về. Vì thế, ta mời Hàn Đạo Hiếu tới gia nhập thiên bằng tộc chúng ta, tạm thời coi như là vị thánh tử thứ ba của bản tộc, đến lúc đó sẽ trợ giúp các ngươi một tay. Thiếu nữ nhìn chầm chầm vào Hàn Lập ba người từ từ nói, thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe vang lên quanh quẩn trong đại điện. Bạch Bích cùng nữ tử vừa mới tiến vào đại điện nghe đến đó, đều ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Lập. Ánh mắt của thanh niên ôn hòa dễ thân, mà ánh mắt của ngân sam nữ tử lại thanh tịnh như nước. Hàn Lập thì mỉm cười, chương 1429, phi linh chư tộc. Hàn đạo hữu tự mình đã luyện hóa thành một tấm lông côn bằng, hơn nữa chúng ta vừa trợ giúp được mọi người dung nhập chân huyết với xá lợi của côn bằng, cứ nói là ta người của thiên bằng tộc, các tộc khác cũng không thể nói gì được. Nhưng thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, những việc có liên quan đến hàn đạo Hiếu, hai người các ngươi không nên lộ ra bên ngoài vẫn tốt hơn. Chỉ nói hắn là một người của bản tộc bồi dưỡng tại hải ngoại là được rồi. Hiểu rồi chứ, thiếu nữ dặn dò, Tuân mệnh đại trưởng lão, lần này, đôi nam nữ cùng cúi đầu lên tiếng, thiếu nữ hài lòng gật đầu, rồi dừng lại nói với Hàn Lập. Hàn đạo Hữu ta đã đem thiên bằng chi thể phó quyền từ mật thất ra rồi, hơn nữa thạch trưởng lão cũng vừa mới trở về, vừa kịp lúc có thể tham dự mở phong ấn cho nó. Người chuẩn bị mà lưu danh vào đó đi, cái người được gọi là thạch trưởng lão hiển nhiên là cùng bên với nam tử mặc áo đen kia. Làm phiền mấy vị trưởng lão rồi, Hàn Lập không chút khách khí nói mắt nhìn vào chiếc hộp gỗ trên mặt bàn thấy hàn lập hành động như vậy kim duyệt xuất chiêu vào chiếc hộp mộc một tiếng vù vật ấy lập tức bị bay đi rơi vào trong lòng bàn tay của thiếu nữ lần này không riêng hàn lập những người còn lại cũng quay đầu nhìn chăm chú kim duyệt thần sắc không thay đổi dùng những ngón tay ngọc mà phủ những chiếc lá xanh ngọc trên chiếc hộp lập tức cỏ xanh mọc ra tua tủa những lá cây này bị nàng nắm xuống một cách nhẹ nhàng khéo léo một tiếng lạch cạch vang lên không còn nữa sự chấn áp của các mảnh lá, chiếc hộp màu đỏ đậm lập tức bốc cháy lên ngùn ngụt, hóa thành một quả cầu đỏ sẫm. Kim Duyệt một tay nâng quả cầu lửa này, nhưng rồi lại run lên như không có việc đó xảy ra. Đám cháy vừa tắt, từ trong đó hiện ra một quyển trục dài nửa thước màu đỏ đậm, hai đầu quyển trục mỗi bên đều có một màu xanh đỏ, hai cái đầu quỷ cắn ở đó. Sinh động như thật vậy, trong miệng nói lẩm bẩm, đem quyển trục ném về phía trước, lập tức trôi nổi về phía khoảng không ban đầu tiếp sau đôi cánh phía sau lưng thiếu nữ, một chiếc lông hóa thành một đạo kim mang bắn nhanh ra, một tia sáng lóe lên, nhập vào quyển trục. Thạch trưởng lão, ngài cũng ra tay mở ấn đi chứ. Thiếu nữ làm phép xong, quay đầu về phía nam tử mặc áo đen nói. Việc này liên quan đến sự tồn vong của bản tộc, ta sẽ dáng hết sức. Người mặc áo đen mỉm cười nói, đôi cánh phía sau bắn ra một đường ánh sáng đen như thế, cũng hướng một chiếc lông bắn vào phía trong quyển trục. Về phần lão xích tu và mỹ phụ, không đợi thiếu nữ nói gì, đã làm ra động tác có một không hai. Một lúc đã hút vào quyển trục, bốn tên thiên bằng trưởng tộc linh vũ, cuối cùng trong không trung đã hiện lên sự biến hóa. Dưới tia chấp toàn một màu đỏ, nó liền bành trướng lên mấy lần, đồng thời đôi mắt nhắm chặt của đầu quỷ ở hai bên dần dần mở ra, lộ ra con ngươi đỏ tươi như máu, hai miệng buông lỏng ra, quyển trục vốn bị khóa chặt cuối cùng đã được mở ra. Ánh sáng đỏ trong quyển trục chấp động, rồi vô vàn những ký hiệu không giống nhau cũng quay cuồng không yên trong mắt hàn lập chợt lóe lên một tia màu lam đem nội dung quyển trục này đọc không bỏ sót một từ tại những ô đỏ rõ ràng là toàn những chữ nhỏ san sát nhau quá nửa đều là những cái tên người phía trên đỉnh quyển trục lại dùng văn tự của phi linh tộc viết thiên bằng chi thể bốn chữ vàng lớn phía dưới thì viết ra một cách có sắp xếp nội dung của thể ước bằng chữ màu trắng bạc nội dung đều độc nhất vô nhị như quyển thiên bằng tộc điển tịch nhìn xuống dưới mới là một loạt những cái tên tên người viết bằng màu xanh đen Hàn Lập hướng về phía trên quyển trục mà cẩn thận đọc lướt qua. Kết quả tiếp đến những dạng mây hồng, thì đột nhiên có một âm thanh rõ ràng, kéo dài từ quyển trục phát ra, lập tức sau đó những đám mây sáng quay cuồng một trận, từ bức hình trong quyển trục bay ra một con đại ngả hư ảnh màu xanh, lúc bay ra chỉ có không hơn một thước, nhưng ngay lập tức toàn thân linh quang lớn dần ra, chớp mắt đã biến cao lớn như quả núi, bao trùm cả một nửa của đại điện, khiến cho đám người của Hàn Lập đều bị che khuất ở dưới. Hàn Lập và cả đám người bạch bích đều kinh ngạc, Kim Duyệt chờ mấy vị trưởng lão mà bất động thanh sắc, như thể không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Lùi lại, Kim Duyệt một tay xuất chiêu, trong tay hiện ra một chiếc gương đồng trói sáng, hình ảnh con chim đối diện chỉ là một thoáng nhỏ. Lập tức hư ảnh đó vang lên một âm thanh nhỏ, toàn thân liền vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một đám khói xanh nhập lại vào quyển trục. Người dùng tinh huyết của chính mình, viết tên lên phía trước đi. Nhất định phải dùng tên thật của mình, nếu không thể ước có phản lại, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Kim Duyệt thu lại gương đồng, quay lại nói với Hàn Lập. Hàn Lập dùng mình, hóa ra có một chút suy nghĩ khác phóng ra phía sau đầu. Hắn hít sâu một cái, bước thật dài về phía trước. Hám miệng phun ra một sợi tơ vàng, tia sáng ánh kim từ ngón tay trỏ vẽ ra một cái miệng nhỏ toàn thân linh lực hạ thông xuống, liền từ miệng chảy ra một giọt máu màu vàng kim nhạt. Ý, thạch trưởng lão vẫn ngồi bất động, đôi mắt bóng lộ ra một chút ngạc nhiên. Sao cơ, thạch trưởng lão phát hiện điều gì không ổn sao? lão xích tu vuốt tròm dâu hỏi, không có gì, hàn đạo hiếu hẳn phải tu luyện công pháp đặc biệt hoặc cũng ăn được dị quả, nếu không máu huyết sẽ không hiện ra màu sắc này. Người mặc áo đen trần trừ một chút rồi chậm rãi nói, như thế này, loại kim sắc tinh huyết này rất ít thấy, nhưng quá nửa đều do sau khi thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện được dị biến. Lão giả đảo mắt khắp người hàn lập một lượt, như có điều muốn nói. Người mặc áo đen mỉm cười, không nói thêm gì nữa lúc này Hàn Lập tiến đến rồi, quyền trục trước mặt, tại một chỗ trống, dùng tay bay nhanh viết lên tên của mình. Kim sắc tinh huyết bay đến quyển trục, lập tức từng chữ một hiện ra, lại lóe lên một cái, rồi hóa thành chữ màu xanh đen lần nữa, khô héo không chút ánh sáng, phảng phất như chữ đã viết bao nhiêu năm rồi vậy. Cùng lúc đó, Hàn Lập mơ hồ cảm thấy bị vật gì đó đang nhìn, nhưng ngay lập tức vật đó biến mất không dấu tích. Hàn Lập trong lòng kinh ngạc, xem ra đam chi thể ngày hôm nay quả có chút môn đạo đan việt là như vậy hắn càng yên tâm có vật này trói buộc thì chắc những vị trưởng lão của thiên bằng tộc nếu muốn qua cầu rút ván cũng không dễ dàng gì không đề cập tới tâm lý hàn lập bên này đang suy nghĩ không ngừng kim duyệt chỉ đợi hắn viết chữ xong liền lập tức làm phép về phía quyển trục vật ấy run lên bay lên trên một vòng hóa thành một quyển trục lần nữa cái đầu của hai con quỷ động đậy lại cắn chặt lấy hai bên lại một tay xuất chiêu quyển trục sau khi thu nhỏ lại bay luôn đến tay áo của nàng tốt lắm việc này đã xong. Phía dưới do tư trưởng lão nói những việc uyên thí luyện chuyên với những nơi ở đây cần phải để ý. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, nói không chừng một câu nào đấy, trong khi luyện công lại có thể cứu được các ngươi. Thiếu nữ thu lại quyền trục, lạnh nhạt nói, địa uyên thí luyện là chi chủ thứ 72 của phi linh tộc ta, cứ 300 năm nhất định phải tổ chức một lần thí luyện. Lão xích tu một bên từ từ nói, hàn lập dụng tâm nghe, mấy ngày sau, còn mấy con cự điều toàn thân màu tuyết trắng khổng lồ từ cửa lớn của thánh thành bay ra, sau đó bay không ngừng, một mạch bay đến một nơi xa nào đó. Trong đó có một con, trên thân là Hàn Lập đang ngồi. Từ hai bên cánh của những con cự điều trắng này xuất hiện hơn hơn mười mấy người, sau mấy cái đập, lại bay lên chân trời xa xăm, rồi biến thành mấy chấm đen. Sau khi lại tóe sáng lên thì hoàn toàn biến mất, ba tháng sau trên đỉnh một cự phong, khắp bốn phía của một cái sân lớn có phiến đá to màu xanh là hơn 100 tên phi linh tộc đang đứng. Ở giữa, có một con hạc tiên và một con quái điểu toàn thân rực rỡ, chúng đang đánh nhau giữa không chung. Con hạc tiên đó có những động tác vô cùng kỳ quái, một trào một trác phát ra trong gió xé những tiếng suy suy, mới xem cũng đã biết là bộ dạng dị thường. Còn con quái điểu đó thì trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng có bốn cái cánh, khắp thân mình bao bọc một lớp màu khói, mặc cho những ánh hà quang của hạc tiên công kích, nó đều làm như không có chuyện gì xảy ra. Hạc tiên thấy vậy liền tức giận, đột nhiên bay ngược lại về phía sau hơn 10 trượng, sau đó hai cánh nhắm ngay phía con quái điểu toàn thân rực rỡ đó mà đập. Nhất thời hơn 10 cái linh kiều dài bắn ra, sau đó trong một vệt sáng giữa không chung, liền hóa thành hơn chục con dao sáng chói, lóe lên một cái đã có thể đâm vào hà quang phía đối diện. Hà quang diễm lệ vô cùng thần diệu, nhưng đã bị những lưỡi dao sắc đó tấn công cùng một lúc, cuối cùng cũng phải phát ra một tiếng kêu đau đớn, một bộ bị buộc phải tách ra. Hạc tiên thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, vừa định làm lại phép bắn lưỡi dao ban nãy thì đột nhiên từ miệng con quái điểu phát ra một tiếng the thé, há to miệng để một luồng cuồng phong màu vàng bay ra, bay qua đến đâu thì làm cho những lưỡi dao sắc ở đó quay đông quay tây, quay tròn không ngừng giữa không chung, hoàn toàn mất kiểm soát. Hạc tiên kinh ngạc, cũng há miệng to ra như thế, một đường trắng sữa sáng lóe bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng cả cuồng phong, đến chỗ quái điểu. Quái điểu lóe lên đôi con ngươi màu tím kỳ lạ, cái sừng đen trên đỉnh đầu cũng phát ra những tia màu đỏ, cùng lúc với cột sáng đụng vào nhau. Sau tiếng ầm ầm, cả hai đều đã kiệt sức. "Tuân huynh, huynh còn thần thông gì cứ việc cho ra luôn đi." Nếu mà không có tại hạ đành ra tay vậy, từ miệng quái điểu bỗng phát ra tiếng nói của một nam tử. "Hừ, giác thứ tộc các ngươi cũng chỉ có những loại thần thông này thôi, lại có thể bắt được ta sao được?" Từ miệng Hạc Tiên cũng phát ra một tiếng nói lạnh lùng như thế. "Được" vậy để các hạ xem thần thông ta mới luyện xong một chút vậy quái điều không khách khí nói lập tức bốn cánh đồng thời xuất chiêu người và mảnh nguyễn quang lại hóa thành một màu vàng trượng hứa đến cao thức dạng cổ pháp không được mới nhìn cảnh đó không ít người đều kinh sợ lùi bước chỉ có một vài người cao lớn mời đứng yên tại chỗ không động đậy hoàng chuông phát ra một tiếng chuông nặng nề thoáng qua một cái tất cả những người nghe thấy âm thanh này đầu óc đều kêu ù ù chịu sự ảnh hưởng rất lớn Hạc tiên nghênh mặt đón nhận cái đại bán uy này bỗng nhiên không rên lên một tiếng nào mà ngã quỵ từ không trung xuống. Đồng thời toàn thân phát ra ánh sáng trắng, rồi hóa thành một nam phi linh tộc hơn 300 tuổi, khắp người áo bảo trắng. Đám người gần đó vội vàng bay ra một phi linh tộc khác, một tay tiếp lấy nam tử đó, sau đó nàng bay một cách nhẹ nhàng. Hoàng chuông vụt qua, trực tiếp hóa thành một thanh niên mặc áo bảo đen, hướng về phía dưới lượn một vòng, trong miệng bình tĩnh nói đa ta. Nam tử ban nãy hóa thành hạc tiên giờ mới dần tỉnh lại, vừa rời người đi cùng liền hướng sắc mặt khó coi về phía người thanh niên mặc áo bảo đen trên không trung. chương 1430, Ngọc Hoàng Đỉnh, nhìn kỹ một chút thì nam tử hóa thành hạc tiên với người của phi linh tộc mà ban nãy đã đón hắn có tướng mạo không giống với nhân tộc bình thường, mặt thì có giống nhân tộc nhưng hai tai lại nhọn, phía trên thiên linh lại có một cái cột tròn tròn màu đỏ. Về phần người thanh niên vừa biến thành quái điểu ban nãy, ở phía chán mọc ra một cái sừng nhỏ, hai bên mép cũng lộ ra hai cái răng nanh dài hơn cả tấc về phần hàng trăm phi linh tộc xung quanh đó cũng có những chỗ không như nhân tộc chỉ có điều là những người có điểm không giống nhiều hơn số còn lại thì khác biệt không nhiều lắm nhưng sau lưng những người này đều mọc những đôi cánh hoặc lớn hoặc nhỏ dài có ngắn có màu xám có màu đỏ cũng có đủ các kiểu dáng những người này đều là phi linh tộc thiên trung của bị thức tộc dáng ma thần thông quả nhiên uy lực bất phàm ta xin nhận giáo nam tử bị thua không cam tâm nói rồi cùng với đồng hành lúc nãy lui về phía đám đông. Còn vị đồng đạo nào, mời lên đây chỉ giáo. Người thanh niên mặc áo bào đen có vẻ lơ đánh nhìn xuống đám người phía dưới đưa ra lời khiêu chiến. Tộc người phi linh ở phía dưới thì thầm to nhỏ nhưng vẫn chưa có ai dám lên nghênh chiến. Người thanh niên thấy vậy, mặt hiện lên một nét cười lạnh lùng, vừa lúc muốn nói cái gì đó thì bỗng từ xa có một tiếng lớn vang đến, mau nhìn, phía tây kia các thánh tử của ngũ quang tộc, thiên man tộc, xích dung tộc cũng đã đến rồi. Vừa nghe được lời này, đám người phía liền ngẩn người ra, ngay sau đó là những tiếng gì dầm trao đổi. Có một vài người hiếu kỳ, thậm chí còn liền bay về phía xa đó. Nháy mắt cái những người còn lại chỉ còn không đến một nửa. Người thanh niên mặc hắc bào nghe đến tên thiên man tộc liền nhẹ nhàng bay xuống dưới, không một tiếng động nào. Cùng lúc đó, ở nơi cách cự phong hơn trăm dặm, mười mấy con cự cầm đủ hình dáng, còn sen vào một con bọ cạp hồng phi dài hai mươi mấy trượng đang bay về phía bên cự sơn trong khoảng cách ấy có mấy người toàn thân tuyết trắng, cả nam lẫn nữ. Một hàng người đang từ thánh thành của thiên bằng tộc bay ra. Hàn lập cưới một con cự cầm, xá tại ở trong đó. Một hàng yêu man tộc, trừ hàn lập với ba tên thánh tử ra còn có kim duyệt trưởng lão và vị thạch trưởng lão thần bí. Lão giả xích tu và mỹ phụ thì vẫn ở nguyên tại thánh thành. Thử đoá với họ ở cùng nhau, còn có hai đám người có phục sức và hình dạng không giống người. Một đám tóc màu tím, da màu hồng, đám còn lại thì cánh ít hơn, phục sức đẹp diễm lệ nhìn vẻ bên ngoài thì đúng là người của xích dung tộc và ngũ quang tộc nhưng nếu so sánh hai tộc thì thiên bằng nhân tộc lại có vẻ đông hơn kim trưởng lão xem ra ngọc hoàng đỉnh là các vị trưởng lão nên biết là chúng ta đến rồi mau ra đón khách đi chứ một người phụ nữ dung mạo ưu tú phục sức diễm lệ vừa cười vừa nói tại khoảng không cách xa cửa phong hiện ra từng đóa từng đóa diễm quang đủ mọi màu sắc quay cuồng đan lóe vào nhau khắp cả khoảng không đều phủ lớp khói màu sáng lạn Cảnh tượng kinh người đó, cho dù thân ở xa cả trăm dặm bọn người này vẫn có thể chứng kiến rõ ràng một cách dị thường. Cảnh tượng này chúng ta cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Thời gian trôi qua nhanh thật, nháy mắt cái đã 300 năm. Trúc Huynh trước khi ra đi chắc cũng phải có cảm nghĩ gì đó. Kim Duyệt lên tiếng, quay đầu về phía mấy lão giả ra hồng hỏi. Có thể có cảm nghĩ gì chứ, trừ phi chúng tôi có thể luyện thành thân chân linh hoặc bay đến được giới chân tiên nếu không thì ít thì mấy ngàn năm nhiều thì mấy vạn năm chúng ta đều chỉ là một nắm cát vàng thôi sự luân phiên hưng thịnh của các tộc cũng là chuyện bình thường những việc của những ngày trước kim trưởng lão suy nghĩ thế nào rồi vị lão giả kia mặt không chút thay đổi hỏi ngược lại thiên bằng nhân tộc chúng tôi thực sự nhỏ yếu hơn trước kia nhưng bản tộc từ xưa đến nay vẫn là một trong những tộc có niên đại lâu đời nhất có thể nào dễ dàng vứt bỏ việc truyền thừa của chính mình mà rơi vào ngực hắn được Chuyện yên chúc huynh đề cập lúc trên đường ta đã suy nghĩ rất kỹ, chỉ có thể từ chối thôi. Con người của thiếu nữ chợt lóe lên, trả lời một cách lạnh nhạt. Thật sao, nếu ta không nhớ nhầm thì ngày xưa ô linh tộc của quý tộc thạch trưởng lão dường như cũng là thời kỳ hưng thịnh của quý tộc. Nay quý tộc đã suy yếu rồi, nhập vào tộc lớn mạnh của chúng tôi, dành khoảng trống cho các tộc khác, cũng là việc thiên kinh đại nghĩa. Kim trưởng lão đâu nhất thiết phải nói nghiêm trọng thế, lão giả họ chúc cười lạnh lung nói, việc của điều linh tộc, há có thể so sánh cùng tình hình bây giờ điều linh tộc lúc đầu không chỉ là thánh chủ của các tộc mà do gặp phải cảnh đè áp của địch thủ mà xin gia nhập vào tộc ta bản tộc chưa bao giờ uy hiếp cả thiếu nữ hời hợt trả lời hừ việc đó xảy ra đã lâu ai còn biết đâu là thật giả thế nào nếu quý tộc chính thức cự tuyệt ý tốt của bản tộc vậy đành để xem thánh tử của quý tộc có qua nổi thí luyện không nếu không đừng trách chúng tôi đã đề nghị với buổi liên hoan các trưởng lão cưỡng ép xóa bỏ quý tộc Đừng có quên những thứ đối với quý tộc cảm thấy hứng thú cũng không phải là của xích dung tộc ta. Lão giả họ chúc cười mở ám. Chúc huynh, quý tộc là tộc lớn mạnh thứ ba trong 72 tộc của chúng ta, hà tất phải thâu được thiên bằng tộc. Lẽ nào quý tộc vẫn thực sự muốn đàn áp cử Việt tộc? Người phụ nữ đưa đưa con người, cười duyên nói. Thu phu nhân, người không nên ăn nói hàm hồ thế, bản trưởng lão đã nói những lời bất kính với cử Việt tộc lúc nào. Vừa nghe người phụ nữ nói, trưởng giả họ chúc liền biến sắc một mực phủ nhận. Người phụ nữ cười, vừa định nói gì đó thì từ đằng xa đột nhiên truyền lại những âm thanh tiên nhạc, tiếp đến chân trời linh quang chớp sáng, đám khói màu lớn cuồn cuộn kéo đến. Mấy người liền im tiếng không nói một lời nào nữa, toàn đội ngũ càng không ngừng độn quang, trôi nổi giữa không chung. Trong chớp mắt đám khói đã đến chỗ mấy người cao lớn, rồi từ trong đó xuất hiện ra 10 người phục sức khác nhau, quán nửa đều tóc trắng, lão Thái Long trung bộ dạng tham gia chư vị lão trưởng. Kim Duyệt và người của lão trưởng họ Trúc mới nhìn thấy 10 người này đều sợ hãi mà đứng dậy nhảy hết xuống, hướng về phía 10 người đó mà thi lễ. "Chư vị không nên khách khí thế, mọi người sớm muộn cũng sẽ là thành viên của chúng ta. Các vị trưởng lão còn lại ở Ngọc Hoàng đỉnh, xin đợi các vị." Một người phụ nữ trong 10 người cầm một gậy cười tủm tỉm nói, "Cái gì? Lẽ nào ba tộc chúng tôi lần này đến chậm nhất sao?" Kim Duyệt trong lòng không yên, khách khí hỏi, "Chậm nhất cũng không phải quỷ diện với độc cưu tộc ở phía bắc đang có việc quan trọng, phải đợi địa uyên mở ra mới đến được. Vì thế ba tộc các người đến thì có thể bắt đầu thịnh hội rồi. Lão phu nhân cười ha ha trả lời, thì ra là thế, Kim Duyệt nghe vậy gật đầu, Hàn Lập đứng ở phía sau, đưa mắt nhìn 10 người mới xuất hiện này trong lòng rung mạnh không thôi. 10 người này hơn nửa đều đã hợp thể tu vi, lão phu nhân mở lời đầu tiên, thậm chí không thể nhìn ra mực độ tu vi, ít nhất cũng bằng với Kim Duyệt, cũng là sự tồn tại đáng sợ của hợp thể trung kỳ những người này chính là các trưởng lão được truyền danh của buổi liên tịch rồi. Nghe nói những người này đều nguyên là trưởng lão của các tộc, tuổi thọ phải rất cao mới có thể tham gia trưởng lão hội này, mà trong những ngày tham gia này cũng đã tự mình vứt bỏ thân phận nguyên trưởng lão và trách nhiệm với cả phi linh tộc. Lúc này, lão họ Trúc và Thiếu Phụ cũng lên phía trước Hàn Huyên mấy câu với lão phu nhân. Lập tức hàng người dưới sự dẫn dắt của 10 người này lại lần nữa bay thẳng đi. Một lúc sau, mọi người đã tới gần cự phong, phía trước có thể thấy được những kiến trúc bang bạc khí mà trên cao thì rất nhiều những điểm đen lớn nhỏ xoay quang không ngừng sau khi nhìn kỹ hàn lập mới phát hiện đó là hàng trăm loại cự cầm đang bay giữa không trung trong đó có một phi trùng to lớn mang cánh hình thái đáng sợ cách ngọn núi vài dặm có một tiếng ầm nổi lên từ trong tòa kiến trúc trên đỉnh núi phát ra một đạo sáng bảy sắc chỉ một ánh sáng như vậy cũng đến được chỗ của những người cách đó rất xa theo sau một đường cầu cong huyến lệ tươi đẹp thật lớn xuất hiện ngay trước mắt mấy người đi cùng lão phu nhân thân hình thoáng sáng lên bước lên phía đường cầu sau đó lão phu nhân mỉm cười xuất chiêu tao môn cũng lên đây đi kim duyệt sai bảo một tiếng cũng xuống cự cầm sau đó liền bước đến phía cầu thiếu phụ với một nghìn người xích dung tộc cũng không chịu ở lại mà bước lên hàn lập bước lên cầu chỉ cảm thấy chỗ nhẫm mềm nhún mười ngón chân như bị đàn hồi như thể bước trên một tấm đệm dày vậy vì hiếu kỳ hàn lập cẩn thận nhìn xuống dưới định phát ra thần niệm để xem xét cho kỹ những đột nhiên chân động đậy, khắp bốn phía hiện lên một tia sáng có màu, bao lấy mọi người trong đó, chỉ sau một cái chấp động đã đưa mọi người sang bên kia đầu cầu. Thật là thần kỳ, Hàn Lập lúc này không dò xét chỗ kỳ dị dưới chân nữa, vì chỗ bên dưới cầu có hơn 20 người phi linh tộc đang đứng, chầm chầm nhìn vào hắn. Phía sau người họ là một màn xương trắng lượn lờ bay, một toàn điện lớn màu xanh như ẩn như hiện. Mà phía trước mọi người lại chỉ có hai người, một người trung niên tóc trắng như tuyết, mũi cao một người là lão giả với nếp nhăn khắp mặt mặt dài kỳ lạ cổ đầy những chấm đen lão phu nhân nhìn thấy cảnh tượng đó liền cười đầy ám ý tay áo run run bước về phía hai người này số còn lại thì bước lùi về phía đám người không để lại dấu tích mấy vị trưởng lão mang theo các thánh tử từ xa mà tới trên đường không ít vất vả các thánh tử có thể vào điện mà nghỉ ngơi các vị trưởng lão thì xin theo mấy lão ra chúng tôi đến trong điện trò chuyện đã các vị trưởng lão khác cũng đang ở trong điện do các vị trưởng lão còn lại đang tiếp. Lão giả xăm hình vừa chắp tay mỉm cười nói, Minh trưởng lão khách khí quá rồi, tôi xin tòng mệnh, chúc trưởng lão của xích dung tộc vẻ mặt tươi cười đáp. Kim Duyệt và năm thiếu phụ khác của ngũ quang tộc mặc dù với xích dung tộc không hợp nhau nhưng lúc này cũng không có ý kiến khác, quay người về phía Hàn Lập, ba người trong nhóm cùng đi về phía đám xương trắng. Các vị thánh tử, đi theo tôi, tiểu tì sẽ xếp chỗ ở cho các vị. Không biết từ lúc nào một thiếu nữ nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng đã xuất hiện phía trước Hàn Lập và mười mấy người khác, cười hi hi nói. chương 1431, chúc âm tử. Làm phiền đạo hữu rồi, mặc dù đối phương tu vi không cao, một tên thánh tử xích dung tộc vẫn không dám chậm trễ coi thường. Ba tộc của xích dung tộc là nhiều người nhất, một lần phái ra tận bảy tên thánh tử. Tiếp theo có ngũ quang tộc, có năm người, ít nhất chính là thiên bằng tộc, tính cả Hàn Lập nữa cũng bất quá chỉ có ba người mà thôi. Thiên Bằng tộc này mặc dù cử ít người đi, nhưng lại có vẻ không có ý tứ gì khác, ngược lại, nhiều tộc khác khẳng định vẫn còn giấu giếm vài thánh tử chưa xuất ra. Hơn nữa thánh tử các tộc đại đa số đều là tu vi hóa thần trung kỳ, so với Bạch Bích và Lôi Lan, đích xác cũng mạnh mẽ hơn không chỉ một bậc. Có thể thấy được Thiên Bằng tộc tại phi linh tộc đích xác vị trí không tốt đẹp gì. Khó trách thượng tầng của tộc này không tiếc tổn hao lực lượng mượn sức của hắn cái chuyện nhược nhục cường thực ở trong linh giới bách tộc là đương nhiên ai cũng thấu hiểu cái triết lý này trong lòng hàn lập tự đánh giá mang theo bạch bích cùng lôi lan hai người hòa cùng đoàn mấy người của ngũ quang tộc đi tới phía sau của đám người xích dung tộc đột nhiên hai nữ nhân đi cùng hàn lập khẽ run lên một cái không khỏi tự động xích gần lại hai bên của hàn lập hàn lập tự nhiên cũng nhận thấy sự khác lạ này nhưng hắn lại hề cảm thấy ngạc nhiên hắn vốn đã để ý nhất một gã nam tử khuôn mặt âm lệ hai mắt lộ đầy sát khí trong đám người xích dung tộc kia. Người này so với các thánh tử khác của xích dung tộc Tu Vi không sai biệt nhiều lắm, nhưng hắn lại là người cấp cho kẻ khác một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hàn Lập nhìn bóng lưng của nam tử kia, hai mắt không khỏi híp lại, song mục vận khởi dò xét. Như thế nào, Hàn Huynh có vẻ cảm thấy hứng thú với chúc âm tử sao? Một nữ tử kiều mị khoảng hơn 20 tuổi đứng trong nhóm ngũ quang tộc đột nhiên cười nói với Hàn Lập. Ở giữa đám người thiên bằng tộc, hàn lập mặc dù chỉ là một tên thánh tử ngoại đạo cũng có thể nói là giả mạo nhưng một thân tu vi cao dai kia lại không có chút gì giả mạo vô luận ngũ quang tộc hay đám xích dung tộc kia đều nghiễm nhiên coi hắn là thánh tử cầm đầu của thiên bằng tộc hơn nữa khuôn mặt hắn lại vô cùng xa lạ càng khiến người khác nghĩ rằng thiên bằng tộc giấu giếm hắn bao lâu nay giờ công phu đại thành mới xuất ra sử dụng chính lẽ đó càng khiến hắn trở thành đối tượng chú ý của các tộc khác trên đường đi bởi vì có kim duyệt trưởng lão đi cùng những người khác vẫn chưa có cơ hội nói chuyện gì với nhau. Hôm nay vị trưởng lão kia đã tách ra, nữ tử của ngũ quang tộc này mới mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên đây cũng có nguyên do thiên bằng tộc và ngũ quang tộc luôn có sự giao hảo khá tốt. Còn đám thánh tử xích dung tộc, căn bản không có khả năng chủ động hỏi hay bắt chuyện gì gì đó. Không có gì, vị trúc huynh này sát khí trên người không nhỏ, sợ rằng kinh nghiệm tranh đấu cùng người khác không thấp. Hàn lập thản nhiên trả lời xem ra chuyện Hàn Huynh ẩn thân nơi hải ngoại một bực tu luyện là không phải giả. Trúc âm tử kia mặc dù tuổi trẻ nhưng đại danh của hắn đã vang lừng khắp nơi. Hắn từng một mình bảy lần xâm nhập địa uyên, mặc dù không tiến vào sâu, nhưng đã chảm giết qua không ít yêu vật nổi danh. Có thể nói, danh tiếng của hắn không kém gì thất việt tộc Ngao Thanh và nam lũng tộc phí giả. Dạ. Nghe nói thần thông thậm chí không có dưới trung dai, nữ tử ngũ quang tộc cười trả lời, giọng điệu cơ hồ cũng không có chút gì kiêng kỵ chuyện đám người xích dung tộc nghe được. Thì ra là thế, Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu, không nói thêm điều gì. Thấy Hàn Lập đầy vẻ lạnh nhạt, nữ tử của ngũ quang tộc càng thấy có cảm hứng, nhưng không chờ nàng ta nói thêm gì nữa, đoàn người được cô gái Bạch Sam dẫn tiếp đi tới trước một tòa lầu cao 6-7 tầng. Tới đây nàng ta quay đầu lại nói, tam tộc chư vị lựa chọn một tòa lầu là được, có một việc, tiểu tỳ phải nhắc nhở chư vị một chút. Tại Ngọc Hoàng Đình, trừ phía đông có khu giác kỹ tràng nơi mọi người có thể đến để tự do tỉ thí, còn lại tất cả các phương khác không được động thủ tranh đấu nếu không nhẹ thì chịu đau khổ da thịt nặng thì phế trừ tu vi chúng ta biết rồi làm phiền cô nương đoàn người nghe vậy thì phần lớn ai cũng khẽ rung mình chỉ một gã xích dung tộc tướng mạo anh tuấn lên tiếng đáp lời tiểu tỳ gọi là tiểu trúc từ giờ phụ trách mọi sự của tam tộc các vị các vị có bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm đến ta bạch sam nữ tử thản nhiên cười hướng đám người hàn lập thi lễ rồi cáo từ rời đi Mọi người sau đó cũng không nói chuyện gì thêm, đều tự mình tìm các tòa lầu các để tiến vào. Hàn Lập chọn tầng lầu cao nhất, Bạch Bích và Lôi Lan thì phân biệt ở hai tầng thấp hơn. Sau mấy tháng bay liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả Hàn Lập cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngay khi nhận chỗ ở, hắn không nói nửa lời, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu thời gian, khi Hàn Lập mở đôi mắt ra thì ngoài cửa sổ sắc trời đã trở nên mờ mịt. Nhẹ nhàng đi xuống giường, Hàn Lập duỗi duỗi người, hắn bình tĩnh đi xuống lầu xuống đến nơi thì bạch bích còn đang nhập định trong phòng nữ tử lôi lan thì chẳng thấy đâu hàn lập cảm giác có chút ngoài ý muốn nhớ kỹ lúc trước khi đi kim duyệt đã dặn dò kỹ lưỡng không để hai người bọn họ tách ra tránh trường hợp bị người khác ám toán hàn lập suy nghĩ một chút cảm thấy thực sự không yên tâm liền đi ra khỏi khu lầu các hai người này dù sao cũng có liên quan tới thành công của uyên thí luyện hắn thật sự không thể cứ vậy mà không để ý được ô đây không phải là Hàn Huynh sao, thật là khéo léo à. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, đột nhiên một âm thanh lười biếng vang lên trong tai Hàn Lập. Hai mắt Hàn Lập chợt lẽ, nhìn theo hướng tiếng nói. Chỉ thấy một thanh niên mặt tròn đang từ trong đi ra, đúng là một trong những người của xích dung tộc, nhưng nét mặt tràn đầy vui vẻ, cười hì hì. Mặt Hàn Lập không chút thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Đối phương nếu thật sự ngẫu nhiên gặp mình ở đây mới thật là chuyện quỷ, hơn phân nửa người này đã chờ sẵn ở quanh đây đợi hắn xuất hiện mặc dù không biết đối phương có chủ ý gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt hàn lập nhìn đối phương không nói một lời ha ha hàn huynh cần gì phải căng thẳng như vậy hai tộc của chúng ta mặc dù bây giờ có mâu thuẫn nhỏ nhưng là vẫn chưa tiến vào uyên thì không cần phải rút kiếm khai đao sau này đến khi quý tộc gia nhập xích dung tộc chúng ta không phải tất cả đều là huynh đệ rồi sao tên xích dung tộc này thấy vẻ lãnh đạm có chút hàn ý của Hàn Lập thì liền cười giả lả. Nếu thật sự hai tộc hợp nhất, đúng là có khả năng điều này xảy ra. Hàn Lập hai mắt đột nhiên khẽ động, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ. Thấy vẻ mặt Hàn Lập đột nhiên biến hóa như vậy, gã thanh niên kia có chút sửng sốt nhưng lập tức cười rộ lên. Tiểu đệ là xích thiên, cũng là lần đầu tiên đến Ngọc Hoàng Đỉnh. Chúng ta chỉ bằng kết bạn đi một chút, kết bạn đi cùng, Hàn Lập có chút không ngờ tới. Nơi đây vẫn còn cấm chế tranh đấu, Hàn huynh sợ ta ám toán sao? Xích thiên cười thản nhiên, hàn mỗ mặc dù không sợ ám toán, nhưng là không có hứng thú kết bạn cùng người khác. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, xích thiên bị hàn lập cự tuyệt, ánh mắt chợt lóe lên sự tàn khốc, nụ cười rốt cuộc thu liễm đi. Hàn huynh lần này đi ra ngoài là muốn tìm quý tộc lôi cô nương sao? Thanh niên mặt tròn trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Lời này có ý tứ gì? Âm thanh hàn lập trở nên rét lạnh, không có gì, tại hạ chỉ là lúc trước chứng kiến lôi lan cô nương hình cùng với hồng sa sư tỷ của bổn tộc nói là cùng nhau đi ra ngoài. Hình như nói là đi tới khu giác kỹ tràng phía đông để đại khai nhãn giới gì đó. Ta nói cho các hạ biết để các hạ khỏi nhọc công tìm kiếm loạn khắp nơi. Xích thiên vẻ ngoài có vẻ như cười nhưng bên trong lại không cười. Nói như vậy, tại hạ xin đa tạ xích huynh thật nhiều. Hàn lập mặt vẫn lạnh băng, ôm quyền cảm tạ một câu rồi người phiêu diêu đi mất. Nhìn bóng lưng hàn lập đi khuất, ánh mắt xích thiên chợt lóe lập tức cười lạnh một tiếng xích sư đệ ngươi làm tốt lắm thân hình hàn lập khuất hẳn thì phía trong lầu các chợt truyền đến một âm thanh thản nhiên theo đó là một bóng người xuất hiện từ trong đi ra cửa lớn người này là một nam nhân cao gầy dáng vẻ giống một người xích Xung tộc nhưng hai mắt lộ ra một tia sát khí chúc sư huynh việc này nhỏ thôi không cần nói vậy bất quá người này tuy là cao giai linh tương nhưng sư huynh cũng đâu cần phải chú ý như vậy. Ta chỉ cần tùy tiện xuất ra một người cũng có thể đối phó dễ dàng mà." Xích Thiên vẻ mặt biến đổi, vội vàng quay người lại cung kính. "Xích sư đệ, lời này ngươi nói sai rồi, người này nếu thật sự đúng như phỏng đoán của ta thì các ngươi khẳng định không phải đối thủ." Trúc Âm Tử nói ra câu này khiến thanh niên họ Xích thất kinh. "Sư huynh đã biết người này là ai?" "Sư đệ hẳn là biết, mấy tháng trước đám người Thiên Minh đã xảy ra chuyện chứ?" Trúc Âm Tử không trả lời mà hỏi ngược lại, "Chuyện này đương nhiên có được nghe một chút." Nghe nói thiên minh sư huynh không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn tổn thất một đầu cao dai xích hống cầm, cùng với một viên hỏa long châu bị phá hủy. Xích thiên trần chờ một chút rồi thành thật trả lời, lúc ấy chỉ bằng vào thực lực của đúng một người, đánh lui thiên minh, chém giết xích hống cầm, chính là vị hàn đại thánh tử kia. Trúc âm tử liếm liếm môi, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Làm sao có thể như vậy được, thiên minh sư huynh dù sao cũng là trung giai linh tương, mấy người đi cùng cũng có tu vi linh giai. Hơn nữa xích hống cầm lại càng thần thông, không phải một trung giai linh tương có thể so sánh được. Sắc mặt xích thiên đại biến, có chút khó mà tin được. Thiên minh từng chính mình miêu tả bộ dáng người nọ cho ta, hơn nữa, vị thánh tử của thiên bằng tộc này cũng trùng hợp vừa mới từ hải ngoại triệu hồi về. Ứng mấy điều đó thì không thể sai được, sợ rằng người này ít nhất cũng có tu vi cao giai linh tương. Nói như vậy thì thiên bằng tộc kia thật có chút thủ đoạn. Ban đầu khi vị thánh chủ kia của bọn họ suy sụp, còn nói rằng trong tộc không còn lấy một vị thánh tử nào, khẳng định sẽ bị chúng ta sớm thâu tóm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện tới ba gã thánh tử, trong đó còn có một cao giai linh tương. Thật đúng là không thể chủ quan được a. À. Thanh niên mặt tròn trừng mắt nhìn chúc âm tử, có vẻ vẫn còn chút bán tín bán nghi. Cái này không có gì là ngạc nhiên cả, Thiên Bằng tộc dù sao cũng là một tộc có từ thượng cổ, là một chi của Phi Linh tộc chúng ta. Việc chuẩn bị một vài hậu trước cũng không có gì lạ. Nhưng chỉ là lần này trong tộc các chư vị trưởng lão chỉ đạo rất rõ ràng, thà rằng cùng vài tộc khác liên thủ chia các thiên bằng tộc cũng tuyệt đối không thể để bọn sản sinh ra một gã thánh chủ khác. Mà hiện nay hàn lập kia hơn phân nửa chính là người có hy vọng nhất của thiên bằng tộc. Cho nên, trước khi tiến vào uyên phải biết cho rõ thần thông của hắn. Ta không muốn làm chuyện gì khi không nắm chắc, trúc âm tử trầm giọng nói. Sư huynh nói có lý, bây giờ chúng ta cũng nên tới chỗ giác kỹ chàng xem sao. Xích thiên cười hì hì nói hiển nhiên là phải đi rồi. Thiên bằng tộc vốn đã ít, hắn căn bản không thể bỏ qua chuyện này. Khi có chuyện xảy ra, hắn cũng không thoát được liên quan. Trúc âm tử cũng cười hắc hắc, tiếp theo hai người lập tức bay lên, hướng về phía đông mà tăng tốc. chương 1432, giác kỹ tràng. Hàn lập lưỡng tướng đi bên đường đã, thưởng thức cảnh sắc xung quanh, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi tự đắc. Bất chợt có bốn bóng người bay vụt qua, chưa kịp định thần thì thấy mấy người khác cũng bay tới bay lui trên đầu. Phi linh tộc vốn có thói quen đi tới đi lui, mặt đất thì đường nhỏ nhưng bay trên cao thì không sao. Bất quá nhìn cảnh này Hàn Lập chợt nhớ ra nơi đây chính là tập trung lực lượng cường đại của Phi linh tộc thì thở dài một tiếng trong lòng. Khác không nói, chỉ nghĩ đến 72 đội của Phi linh tộc, mỗi đội một trưởng lão, cộng thêm nơi đây mười mấy tên thành viên của Liên tịch trưởng lão hội, sơ sơ cũng đủ vượt qua Thiên Nguyên thành rồi. Dù sao Thiên Nguyên thành tại lúc bình thường cũng chỉ có bất quá 10 tên trưởng lão hợp thể kỳ tọa chấn. Đương nhiên nếu vào thời điểm chiến tranh, cũng có thể miễn cưỡng triệu tập gần 200 tên hợp thể kỳ lại, nhưng ở đây chính là lực lượng của lưỡng tộc, còn nếu chỉ tính nhân tộc hoặc yêu tộc thôi thì không thể so sánh với phi linh tộc được. Về phần hóa thần hoặc luyện hư thì phỏng trừng số lượng của cả hai tộc cũng không thể so sánh được. Như thế xem ra, nhân tộc đặt chân lên linh giới này bao nhiêu năm qua cũng chẳng qua khó khăn lắm mới tự bảo vệ được mình mà thôi. Thực lực tại linh giới chưa tộc xem như khá nhỏ yếu, cái này đúng là không phải chuyện giả, Phi linh tộc thực lực mặc dù không thể cùng so sánh với các đại tộc ở linh giới, nhưng hẳn là có thể miễn cưỡng đứng vào nhóm chủng tộc trung bình. Trong lòng Hàn Lập thầm lo lắng, quẹo người đi sang hướng khác, đột nhiên phía trước bỗng xuất hiện một cái tiểu đình, bốn phía đều có đường nhỏ dẫn tới các hướng khác nhau. Mà ở trong đình có hai chiếc ghế gỗ, đang có hai cô gái bạch sam ngồi cười đùa nói chuyện với nhau. Các nàng vừa thấy có ngoại nhân xuất hiện thì không khỏi dừng cười, nhất loạt nhìn lại phía Hàn Lập trong đó có một nữ tử mà lúc trước tự xưng là tiểu trúc người dẫn đường cho bọn Hàn Lập. Nguyên lai là tiểu trúc cô nương, không biết cô nương có thấy đồng bọn của ta đi qua nơi đây không? Hàn Lập tâm niệm vừa chuyển, khách sáo chào hỏi đồng thời nói luôn mục đích. Ô, người mà Hàn Công Tử muốn tìm có phải là lôi lan tiểu thư không? Không lâu trước đây tiểu tỷ đích xác có nhìn thấy nàng đi qua, hình như là đi về phía giác kỹ tràng. Tiểu trúc tươi cười đứng lên trả lời, giác kỹ tràng, đi một mình sao? Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lại hỏi, không phải, có hồng sa tiểu thư của xích dung tộc đi cùng. Tiểu Trúc chấp chấp đôi mắt đẹp, thầm ý cười, đa tạ đã cho biết, Hàn Lập không lộ bất cứ vẻ gì trên mặt, lãnh đạm cười một chút rồi chuyển hướng đi về phía giác kỹ tràng. Hai cô nương thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, và đồng thời đều nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt người kia. Vị thánh tử của thiên bằng tộc này nghe đồng bạn của mình bị địch tộc mang đi phương hướng đó mà còn có thể trầm ngâm nhẫn nhịn, thật đúng là không phải người bình thường nhị nữ hiển nhiên không biết rằng hàn lập mặc dù bên ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng trong lòng lại có vài phần tức giận vị lôi lan thiên bằng tộc kia đúng là cũng không biết tốt xấu mặc dù không biết tên xích dung tộc kia dùng phương pháp gì để dụ dỗ nhưng dù sao cũng dễ thấy là không có hảo ý gì sao lại không nhìn ra cơ chứ vạn nhất đối phương tại giác kỹ chàng cố ý làm bộ vô tình đả thương nàng hy vọng của thiên bằng tộc thông qua thí luyện không phải càng xa vời sao Hắn hết lần này đến lần khác thật đúng là không thể ngồi yên mà không động tới việc này. Dù sao hắn đã có hiệp nghị với kim duyệt của Thiên Bằng tộc. Vạn nhất nếu không làm cho Thiên Bằng tộc xuất hiện một vị thánh chủ mới, phiền toái với hắn chỉ sợ là không nhỏ. Tin tưởng rằng mấy vị trưởng lão sẽ tuyệt đối không thèm để ý trước sau gì cả, sẽ đem việc hắn là ngoại tộc làm lý do xử một hơi. Nghĩ lại các chi tiết về địa uyên thí luyện, Hàn Lập thở dài một hơi ảo não. Lần này hắn tham gia cùng Thiên Bằng tộc cố nhiên được vài chỗ tốt nhưng đồng dạng cũng bị quấn vào những phiền toái không nhỏ. Ngay cả sau này khi đã trợ giúp được thiên bằng tộc thoát khỏi khốn cục, việc bản thân thoát đi như thế nào cũng là việc cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong lòng vẫn bình tĩnh lập kế sách, chân hàn lập vẫn không ngừng bước. Đột nhiên cảm giác xung quanh có mấy người, để tránh phiền toái, thân ảnh hắn khẽ nhoáng lên biến mất vô ảnh vô tung. Đi mãi một hồi, hàn lập cũng không nghĩ là giác kỹ chàng lại ở cách xa chỗ hắn ở đến như vậy. Thi triển xích thiên lý thần thông một hồi, Hàn Lập chứng kiến một màn hào quang thật lớn ở phía trên cao tới cả ngàn trượng, hơn nữa từ trên lại mơ hồ truyền đến mấy tiếng bạo liệt. Thần sắc Hàn Lập vừa động, dừng thần thông lại, từ từ bước tới phía trước, nơi tập trung không ít người. Cái tên gọi là xích thiên của xích dung tộc kia, nếu chủ động nói cho hắn về lôi lan thì rõ ràng có ý lôi kéo hay như hắn tới đây. Vậy chỉ cần hắn không có hiện thân, những người của xích dung tộc hẳn sẽ chưa làm khó dễ gì hơn nữa cho dù đối phương không thể chờ đợi được mà ra tay thì lúc này tới cũng đã muộn rồi vì vậy hàn lập không có vội vàng gì trong lòng hắn thản nhiên thầm nghĩ như vậy đồng thời đưa mắt quan sát mọi động tĩnh xung quanh hắn cảm giác hình như có người ở trên không đang thi triển thần thông tranh đấu với nhau hoàn hảo mấy người này chưa thực sự bắt đầu cuộc chiến một người được bao quanh bởi liệt hỏa người còn lại trong miệng không ngớt phun hàn khí màu lam trong đó tuyệt nhiên không có ai là lôi lan nhưng là người khu xử liệt hỏa kia rõ ràng là xích dung tộc nữ tử tên gọi Hồng Sa. Hàn Lập đang có chút kỳ quái thì đột nhiên cảm giác có người từ xa đang đưa mắt nhìn mình, có vẻ rất âm hàn, không hề có ý tốt. Linh giác của hắn vô cùng linh mẫn, chỉ đào mắt nhanh một cái đã phát hiện khu vực kẻ kia đang đứng. Nhưng khiến hắn dùng mình chính là ánh mắt kia ngay lập tức biến mất, mặc cho hắn cẩn thận đảo qua đám người nọ liên tục, nhưng không hề thu được kết quả gì. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, sau khi hơi trầm ngâm liền buông tha không tiếp tục truy tìm nữa mà gia tăng cước bộ một lát sau tiến gần tới kỹ tràng chưa chờ hắn đi tới nơi không trung hai người đã bắt đầu triển khai thực sự một trận lửa cháy và hàn khí đan vào nhau mãnh liệt phút chốc phân ra thắng bại một nam tử sau lưng có đôi cánh màu lam chỉ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa làm cho cuống quyết, không thể không hướng hồng sa nữ tử chịu thua từ không trung hạ xuống lôi muội muội ta đã đem đối thủ đuổi đi rồi nếu muội muốn khối lôi tinh thạch nọ hãy đánh bại ta, tỷ tỷ lập tức hai tay dâng lên, tuyệt không đổi ý. Nữ tử này nguyên vốn tư sắc không kém, cười duyên với vẻ mặt đầy quyến rũ. Cảnh này khiến cho không ít nam tử của phi linh tộc ở xung quanh trào lên một ngọn lửa nóng trong lòng. Hàn lập vừa nghe vậy thì thầm kêu lên bất hảo, vừa định lên tiếng ngăn cản, nhưng cũng đã không kịp. Một đoàn bạch quang chợt lóe lên, từ dưới mặt đất bay lên một quang đoàn, bên trong là một thân ảnh thon dài, có đôi cánh màu bạc. Đích xác là lôi lan nữ tử sắc mặt hàn lập trở nên âm trầm nữ tử xích dung tộc kia thật là vừa khéo mình mới tới nơi trong nháy mắt liền đánh bại đối thủ cũng đồng thời khiêu chiến lôi lan hiển nhiên không phải chuyện tự nhiên trùng hợp như vậy rõ ràng mới vừa rồi đã phát hiện mình tới đây mới chính thức phát động kế hoạch không phải tất cả đều nhằm vào mình sao bất quá sau khi hắn thở nhẹ mấy hơi sắc mặt trong nháy mắt đã trở lại bình thường chậm rãi đi tới bên cạnh kỹ tràng tùy tiện tìm một chỗ bất động đứng xem Ngươi dùng lôi tinh thạch để mang ta tới nơi đây, đại khái là muốn cùng ta động thủ mà thôi. Không quản ngươi có chủ ý gì, chính ngươi đã nói, chỉ cần ta đánh bại ngươi là có thể có lôi tinh thạch. Ta sẽ không lưu thủ đâu, mặt lôi lan không chút thay đổi nói. Ngân xí sau lưng chợt động, nhất thời từng đạo điện quang màu bạc hình cung hiện ra, nhanh chóng bao quanh thân hình khiến lôi lan giống như một lôi điện chi linh. Ha ha, đúng vậy, chỉ cần nguội có bản lãnh đó, ta nhất định đem lôi tinh thạch hai tay dâng lên hồng sa lại có vẻ như không đem để ý chỉ khẽ liếc mắt về phía hàn lập đang đứng những người ở dưới hiển nhiên đều biết xích dung tộc và thiên bằng tộc có chút ân hoán giờ phút này ai cũng có tâm lý đứng đây xem kịch vui chuẩn bị chứng kiến một hồi đại chiến thế nhưng hàn lập lại đứng thản nhiên khoanh tay nhìn có vẻ không hề có ý định ngăn cản trên mặt hồng sa cười dài nhưng trong lòng lại có chút bối rối nếu như hàn lập không ra tay ngăn cản kế hoạch ban đầu của các nàng xem như không được có lẽ phải vận dụng biện pháp kia mất thôi trong lòng nữ tử này âm thầm nghĩ sau đó nàng không hề do dự hai tay bắt quyết hồng quang trên thân thể đại phóng một viên khối bát khẩu đỏ đậm thật to hiện ra cơ hồ ánh hồng muốn che mất non nửa mặt trời nhiệt độ bên cạnh kỹ tràng chợt gia tăng mạnh mẽ trở nên nóng nực cực độ mấy người có tu vi thấp đang đứng xem thậm chí còn phải thụt lùi vài bước mới chịu được hàn lập nhìn thấy cảnh này mi mắt trở động nhưng thân thể vẫn không chuyển lôi lan thấy vậy lại không nói một lời hai cánh rung nhẹ, pháp quyết liên tục được thôi động. Âm um, u u một trận lôi minh phát ra, sau đó lôi điện hình cung bao quanh nàng trở to dần ra, xa xa nhìn lại phảng phất như có một con cự mãng màu bạc đang quấn quanh thân thể lôi lan. Nhưng rồi những cự mãng này đột một biến thành vô số ngân tơ bắn thẳng về phía trước. Cơ hồ mỗi ngân tơ đều biến thành một lôi tơ tằm, như những quả hỏa cầu bắn vụt đi. Trong nháy mắt, tiếng sét đánh không ngừng, hàng trăm hỏa cầu đồng loạt phát nổ tạo thành vô số hoa lửa. Thần thông ngự lôi tơ tầm này không chỉ khiến cho Hàn Lập ngẩn người ra mà những người đứng xem phía dưới cũng rộ lên một trận sao động. Không xa ở đối diện cũng hiện lên tia kinh ngạc nhưng ngay sau đó lập tức cười lạnh một tiếng, tay áo bảo rung lên, một dạng mây đỏ bắn ra mạnh mẽ. Dạng mây đỏ này đi tới đâu thì hoa lửa nơi đó đều biến thành hồng vụ. Trong phút chốc, một tảng lớn hỏa vân hiện lên, đem thân hình hồng sa bao phủ vào bên trong. Hỏa vân quay cuồng không ngừng, trận trận hỏa lãng từ bên trong hướng ra ngoài, theo hình từng giọt từng giọt. Mỗi giọt tại không gian ngưng tụ thành một viên hỏa cầu, hình dáng to nhỏ khác nhau. Hỏa cầu này quay tròn một hồi, phát ra âm thanh vù vù đáng sợ rồi thẳng hướng đến chỗ lôi lan. Sắc mặt lôi lan hơi biến, không nói hai lời, khẽ nhấc cánh tay, một tiếng nổ lớn kèm theo mũi nhọn bạch ngân phóng ra. Trong chớp mắt, vô số bạch ngân hình cung dung hợp làm một. Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là một cánh cung màu bạc vô cùng lớn, trực tiếp hướng đến hỏa cầu minh đón chương 1433, thử dò xét. Sau một tiếng sét nổ vắng trời, ngân hồ thô to đã dễ dàng lao vào trong hỏa cầu lớn. Ngay lúc đa phần mọi người cho rằng ngân hồ hình cung kia nhất định sẽ xuyên thủng hỏa cầu thì đột nhiên không thấy một chút dấu vết gì của lôi điện từ nó nữa, cảm giác như đã hoàn toàn bị cắn nuốt. Lôi lan cả kinh, hỏa cầu kia nhanh chóng đã tới trước mặt, thanh thế vô cùng kinh người. Ngay sau khi trần chờ chốc lát, thân hình nữ tử này chợt lóe lên, hai cánh phát ra tầng tầng lôi quang bao bọc lấy cả thân thể. Tại giữa lôi quang, một thân hình bạch điểu trắng bạc biến ảo hiện ra. Trên cổ ngân điểu này có một cái vòng hình cổ quái, trên cái vòng lại gắn một chiếc hồ lô vàng rực cao chừng ba tấc. Nữ tử này không ngờ cuối cùng lại quyết định sử dụng đòn mạnh nhất của mình là thuật biến thân để đánh bại đối phương. Hỏa cầu lớn kia vừa thấy bạch điểu xuất hiện thì nhất thời đình chỉ muốn đổ nhào xuống. Thế nhưng ngay lập tức một loạt âm thanh ẩm ù phát ra, hỏa cầu đột nhiên biến ảo, cũng hóa thành một hỏa điểu đỏ đậm hình thể của hỏa điểu lớn hơn rất nhiều so với bạch điểu kia. Nhưng là bạch điểu không hề lộ vẻ sợ hãi gì, thân thể đột nhiên cuồng trướng lên, biến hóa một chút, hiện ra hình dáng của một nhân điểu mang theo vô số lôi quang, hung hăng lao thẳng tới hướng đối diện. Hỏa điểu cũng không có gì là sợ hãi, ngọn lửa trên người như nóng hơn, một đôi lợi chảo cũng dơ lên, những mũi tên lửa nhọn hoắt theo đó bắn ra. Dưới hai đôi cánh khổng lồ của hai con chim, một màn hào quang chói lòa che lấp gần như toàn bộ bầu trời phía trên kỹ tràng một màn tranh đấu kịch liệt giữa hai bên đã chính thức bắt đầu máu tươi linh vũ thỉnh thoảng rơi từ trên cao xuống thế nhưng chưa đến mặt đất thì những giọt máu và linh vũ này liền biến mất vô ảnh vô tung điều khiến nhiều người kinh ngạc chính là với tu vi sơ giai của lôi lan sau khi biến thân thành bạch điều lại có thể chiến đấu ngang ngửa với hỏa điều kia hơn nữa chiến ý càng lúc càng mạnh mẽ dưới sự công kích mạnh mẽ của hỏa trảo lôi điện hình cánh cung của bạch điều tỏ vẻ lãnh đạm nhưng uy lực dường như muốn lớn hơn nhiều so với lúc trước la mang trong mắt hàn lập chớp động nhìn chằm chằm không chấp vào bạch điểu trên không trung khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái người khác nhìn không phát hiện ra nhưng với linh mục của hắn có thể nhìn rõ mồn một, một bạch điểu kia nhìn như là đang giấu giấu giếm giếm một công pháp gì kỳ bí trong làn điện quang khiến cho lôi điện tăng thêm uy lực mạnh mẽ như vậy thế nhưng thực tế tất cả là nhờ vào cái hồ lô màu vàng ba tắc kia thỉnh thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím những tia điện quang này khi tiếp xúc với ngân quang do thân thể Bạch Điểu sinh ra liền dung nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Dần dần lôi điện hộ thân xung quanh Bạch Điểu do lôi lan biến thành từ màu ngân bạch chuyển dần sang màu tím nhạt. Xem ra tử quang này có rất nhiều lai lịch, không xa ngoài ý muốn bị áp chế dần dần rơi vào thế hạ phong, trong lòng cực kỳ kinh sợ. Mặc dù nàng hiển nhiên không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, nhưng đoán chắc phải có gì đó ám muội, bằng không lấy tu vi mà nói, đối phương không thể là đối thủ của nàng được. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền tới âm thanh của một nam tử. Thanh âm tuy không lớn nhưng nữ tử này nghe được thì trong lòng nhộn lên một phen. Lúc này nàng cuối cùng cũng không trần chờ nữa, hai cánh khẽ buông xuống, chuẩn bị dùng sát chiêu thí luyện của mình. Trên đỉnh đầu hỏa ô xuất hiện một chiếc linh vũ dài bắn vụt ra. Khúc khích vài tiếng, linh vũ chợt biến ảo thành một hỏa điều độc nhất vô nhị. Tiếp đó hỏa điều há mồm, một khối hỏa cầu lập tức phun ra, tiến thẳng vào giữa quầng lửa to lớn cục diện ngay lập tức có chút thay đổi vừa mới chiếm được chút thượng phong đột nhiên lại bị hỏa điều lấy lại thế trận bằng điều lập tức nổi giận phát ra một tiếng kêu dài theo đó những tử điện hình cung phát ra nhiều hơn mạnh mẽ hơn khiến cho không khí phụ cận vặn vẹo hào quang dày đặc khiến cho hỏa điều và bạch điều trở nên mờ ảo trước mắt mọi người thế nhưng lúc này đa phần đều có thể nhận ra bạch điều đang mất dần ưu thế rơi vào hạ phong ngày một nhanh căn bản không trụ được bao lâu nữa thậm chí có thể bị trọng thương mà rơi xuống. Đúng lúc này, Hàn Lập vốn đang đứng bất động quan sát, đột nhiên hai cánh hiện ra, sau một tiếng sét hóa thành một đạo thanh bạch điện biến mất tại chỗ. Cơ hồ ngay lúc đó, tại một chỗ khác, một bóng đen đứng giữa mọi người cũng chợt lóe lên, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng, một đạo kiếm quang màu vàng dài hơn 10 trượng từ trong hư không thoáng hiện, hướng lôi điện hình cung chảm xuống. Kiếm quang chưa tiếp cận mục tiêu thì đột nhiên một đạo bạch ngân hiện ra chặn lại, kèm theo một tiếng ông minh thê lương hỏa diễm cùng với bạch ngân điện hồ phảng phất lập tức tiêu tán giữa chiến đoàn hỏa điều cùng bạch ngân điều chỉ cảm thấy kim quang chợt lóe lên một cái gì đó sắc bén dị thường không chút khách khí chạm thẳng xuống đầu mấy người họ căn bản không thể ngăn cản nhị điều kinh hãi bất chấp tất cả đồng loạt thu thần thông về rồi cùng bắn ra phía sau né tránh kiếm quang thật lớn lên vào giữa hai người theo đó một đạo bạch ngân lưu lại như tàn ảnh bị xẻ làm đôi lập tức phát ra một cỗ lực lượng vô cùng lớn phụ cận cuồng phong gào thét, đại lượng thiên địa nguyên khí nhất tề hội tụ về phía Bạch Ngân, phảng phất như đem một chảm này gợi mở không gian. Những người xem được một trận đại loạn, nhị điều đã trở lại hình người, chỉ là trên mặt vẫn đầy vẻ kinh nghi. Người không phải là đối thủ của nữ tử này, không nên đấu nữa. Một âm thanh thản nhiên từ phía sau truyền tới lôi lan. Nàng biến đổi sắc mặt, vội quay đầu lại chỉ thấy một gã thanh niên lặng yên đứng phía sau. Đúng là Hàn Lập, mới vừa rồi là Hàn Huynh xuất thủ. Lôi Lan có chút hoảng sợ, uy lực của đạo kiếm quang vừa rồi khiến nữ tử này tưởng rằng người đó ắt hẳn phải là một vị linh xuất cấp. Không gian lúc này đã trở lại bình thường, nhưng Hàn Lập vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không trả lời Lôi Lan mà đưa mắt nhìn về phía đối diện. Lôi Lan ngẩn ra, cũng nhìn lại theo hướng đó, lúc này nàng mới phát hiện Hồng Sa cũng đang nửa cười nửa không nhìn về phía này. Không biết từ bao giờ phía sau đối thủ của Lôi Lan cũng xuất hiện một thanh niên mặc hồng sam, khuôn mặt âm lệ, không chút biểu cảm. Đây đúng là Trúc Âm Tử, cũng là người đáng cảnh giác nhất trong đám xích dung tộc. Trong lòng Lôi Lan không khỏi cảm thấy khẽ run. Hàn Huynh, nghe nói Huynh một mực tu luyện ở hải ngoại, mới trở lại thiên bằng tộc. Tại hạ có chút tò mò, mong Hàn Huynh chỉ giáo. Khóe miệng Trúc Âm Tử khẽ động, vừa rồi Hàn lập ra tay ngăn cản hai người, trong lòng hắn đã trầm xuống. Biết thần thông đối phương chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng là vì muốn rõ ràng chi tiết hơn về đại địch này nên hắn vẫn muốn hướng Hàn Lập khiêu chiến theo đúng như an bài. Chúc Âm Tử đương nhiên không phải là người mà Hồng Sa mấy người có thể so sánh. Hắn vừa xuất hiện trên không trung, ngay lập tức bị không ít người nhận ra. Lúc này nghe được khẩu khí muốn khiêu chiến với Hàn Lập của hắn, không ít người giật mình kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là tỏ vẻ hưng phấn vô cùng. Thần Thông Bực này mà đồng bối giao thủ thì không phải ai cũng có cơ duyên nhìn thấy. Nghe được Chúc Âm Tử nói vậy, Lôi Lan khẽ nhướng mày, thần sắc nàng tỏ ra đã hiểu rõ. Nữ tử này rốt cuộc đã thấy rằng mình đơn giản chỉ là mồi nhử cùng các hạ giao thủ, không có hứng thú, Hàn Lập cười nhạt, hắc hắc, nếu đã đi vào nơi đây, các hạ không còn nhiều lựa chọn nữa rồi. Hàn huynh, tiếp chiêu. Bàn tay nam tử này vừa nhấc, hồng quang chợt lóe, hóa thành một lợi chảo đỏ đậm, mười ngón tay trong suốt đỏ rực trông như thạch điêu bị nung cháy rực lên. Hàn Lập nhướng mày, không nói thêm gì nữa, nhìn bộ dáng của trúc âm tử, cảm giác như hắn chỉ tùy tiện vung tay một cái. Vài tiếng bạo minh xé gió phát ra hào quang từ năm ngón lợi chảo chợt lóe lên rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thân sắc Hàn Lập chợt động, bỗng nhiên một cánh tay đồng dạng hướng trước người, cả năm ngón tách ra chắn phía trước. Đột nhiên ở 10 trượng trước người Hàn Lập, không gian kịch liệt chấn động, năm mũi nhọn từ lợi chảo chợt hiện ra. Vừa thấy năm đạo mũi nhọn, sắc mặt Hàn Lập chợt biến. Nguyên trước chỉ là những mũi nhọn dài khoảng một thước, vậy mà khi hiện ra lần nữa đã trở thành những cự lao dài cả trượng, hơn nữa còn đang không ngừng thu nạp linh khí bốn phía, cuồng trướng ra xung quanh. Mũi nhọn chưa đến gần mà Hàn Lập đã cảm thấy một linh áp mạnh mẽ kinh người. Nếu tu vi hơi thấp một chút sợ rằng chưa chạm vào mấy mũi cự lao kia thì cả thể xác và tinh thần đã bị linh áp này đè cho cứng nhắc, không thể nhúc nhích. Trong lòng âm thầm giật mình, năm ngón tay che trước người Hàn Lập bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một toàn núi nhỏ đen xỉ trống giống hiện ra, ngay lập tức biến thành một hòn núi lớn hơn 10 trượng. Ngọn hắc sắc phong chắn trước mặt Hàn Lập, nghiêm mật phòng hộ. Bang bang vài tiếng trầm đục vang lên, hồng mang khẽ lóe, cả năm đạo cự lao đều nhằm thẳng vào tòa núi nhỏ. Một cỗ nhiệt hỏa lan tràn xung quanh nơi Hàn Lập đứng khiến hắn dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng hắc sắc phong kia lại ổn định tại chỗ, tựa hồ không hề mảy may bị ảnh hưởng. Ô Trúc Âm Tử nhìn thấy cảnh này thì có chút ngạc nhiên. Thần niệm của Hàn Lập hướng về phía đối thủ, sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống. Ba một tiếng, hắn vỗ vào ngọn núi, nhất thời ngọn hắc sắc phong quay tròn, phía mặt vừa bị chảm kích quay về hướng hàn lập. Chỉ thấy mặt ngoài chỗ đó xuất hiện năm viết xước nhỏ, nhưng hoàn lại giống như có dấu hiệu đang bị ăn mòn dần. Một tiếng hừ lạnh, bàn tay đen xì như thiểm điện đặt lên trên đỉnh ngọn núi. Một màn khó tin xuất hiện, ngọn tiểu phong toàn thân bao phủ bởi một trận ô quang, nơi nào ô quang đi qua thì ngân chảo nơi đó biến mất, tiểu phong tại đó cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nếu Trúc Huynh nhất định phải lãnh giáo, tại hạ cũng đành phải luận bàn một phen. Hàn Lập nói xong thân hình thoáng lên một cái, người bỗng xuất hiện bên cạnh tòa tiểu phong. Hai cánh phía sau vừa động, một chiếc màu xanh ở sau lưng bỗng hiện ra. Đồng thời ầm ầm ù ù vài tiếng nổ phát ra, sau đó tại bốn phía quanh Hàn Lập, bốn đạo phong trụ màu xanh phóng lên cao, không ngừng gào thét. Chương 1434, Uyên thủ vệ. Bốn cột sáng vây quanh Hàn Lập tạo nên một thân thể nhìn xanh lét, đưa mắt liếc trúc âm tử một cái, hai cánh khẽ động. Nhất thời bốn đạo phong trụ bạo liệt tỏa ra vô số phong nhận màu xanh. Ban đầu những phong nhận này cuốn lấy nhau tạo thành những cơn lốc kinh người rồi sau đó bắn thẳng ra phía ngoài. Nhất thời cả bầu trời phát ra những tiếng vù vù xé không khí theo mỗi một phong nhận phóng ra. Trúc Âm Tử nhìn thấy Hàn Lập vừa ra tay thanh thế đã kinh người như vậy thì thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nhưng người này tại Phi Linh tộc có uy danh lớn như vậy, đương nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn hít sâu một hơi, hai cánh phía sau cuồng trướng lên mấy lần đồng thời cũng vỗ mạnh vài cái. Ngay lập tức hồng quang đại phóng, những đóa hoa lửa nóng rực hiện lên khắp nơi xung quanh nơi nam tử họ trúc đứng. Trúc âm tử hai tay thúc giục pháp quyết, hóa thành những hỏa thị đỏ đậm vô cùng, đồng dạng bắn nhanh ra. Nói về thanh thế, đám hỏa thị này không hề kém chút nào so với phong nhận của Hàn Lập. Trong phút chốc, cả bầu trời phảng phất như bị chia thành hai nửa. Một bên là những mũi nhọn trải rộng khắp nơi, phong nhận màu xanh như ẩn như hiện bên kia lại là những ngọn lửa cuồn cuộn chói mắt hai người nhanh chóng rơi vào thế rằng co ở dưới không thể nhìn ra cục diện đang nghiêng về ai hàn lập nhìn cảnh này trên mặt không chút biểu tình hai tay pháp quyết biến đổi từ giữa tay áo hắn mơ hồ có tiếng lôi minh truyền ra theo đó là hai đạo kim hồ bắn ra hướng không trung hợp lại rồi nhanh chóng hóa thành một con điện dao màu vàng với móng vuốt thô to thần niệm hàn lập vừa động điện dao này lập tức lắc lắc đầu vẫy đuôi trong chớp mắt từ khoảng cách hơn 10 trượng đã loáng một cái xuất hiện trước mặt Trúc Âm Tử. Tốc độ phi đồn của điện giao nhanh vô cùng, thậm chí không khác gì với thuấn di cả. Điều này khiến trên mặt Trúc Âm Tử lộ rõ vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, há mồm một cái, một đạo hồng quang bắn ra ngoài. Nhìn kỹ lại thì đó là một viên châu đỏ đậm, âm một tiếng, viên châu và điện giao va chạm tạo nên quang mang kinh người. Linh khí cũng bị quay cuồng xoay tròn, trong nháy mắt hình thành nên một hỏa trụ cao tận trời, đường kính chừng hai ba trượng. Trong hỏa diễm thấp thoáng thấy những đạo tơ vàng hỗn loạn, tiếng lôi minh xé gió liên miên không dứt, cùng với đó là một cỗ nhiệt phong chuyển ra bốn phương tám hướng. Dưới uy năng bực này, trúc âm tử cũng ngoài ý muốn phải thối lui mấy bước, ánh mắt hắn vẫn hướng về phía đối diện. Thế nhưng mặt hắn đột nhiên đại biến, ở phía đối diện lúc này hoàn toàn trống trơn, hàn lập đã biến mất tại chỗ. Hơn thế nữa thân ảnh hắn lại đang rất gần chỗ lôi lan trên mặt đất, bộ dáng như sẽ lập tức độn quang bỏ đi. Trúc âm tử vô cùng giận dữ, nắm tay nhấc lên hướng thẳng tới phía hàn lập điểm một cái. Một tiếng phốc suy phát ra mang theo một sợi hồng ti lóe lên. Hàn lập dường như đã có chuẩn bị trước, cũng ngay lập tức mạnh mẽ đưa tay về phía ngược lại. Hồng quang chợt lóe lên, đồng dạng một sợi hồng ti khác bắn ra, đúng là hỏa linh ti. Hai sợi hồng ti chợt lóe trong không trung rồi chuyển xác va thẳng vào nhau. Thế nhưng kết quả hồng tuyến của hàn lập quay về còn hồng tuyến của trúc âm tử thì hội diệt biến mất không thấy đâu. Chỉ trong chốc lát trì hoãn này, Hàn Lập và Lôi Lan chấp động vài cái đã lẫn trong đám người dưới đất. Các phi linh tộc phụ cận chưa kịp phản ứng gì, chỉ vội tránh ra vài bước. Hàn Huynh, người không chiến mà chạy, không sợ ảnh hưởng uy danh của quý tộc sao. Trúc âm tử mắt thấy Hàn Lập rời đi, liền đề khí hét lớn. Trong lòng ta và người đều hiểu rõ, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân chia thắng bại, chỉ sợ là không được. Tại hạ thân gánh vác trách nhiệm nặng nề, chỉ có thể luận bàn cùng Trúc Huynh đến đây thôi. Hàn lập lơ đễnh nói vọng lại phía sau, lập tức sau đó hai cánh hiện ra, bay vụt lên không trung, hướng phía xa bay đi. Sắc mặt lôi lan thoáng lộ vẻ trần trừ, sau đó cũng khẽ dậm chân một cái, rời đi theo hướng hàn lập. Trúc âm tử nhìn hàn lập và lôi lan rời đi một cách dứt khoát như vậy cũng không biết làm gì, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Trúc sư huynh, không truy đuổi bọn họ sao? Không xa lúc này đã đứng bên cạnh Trúc âm tử, lên tiếng hỏi. Hừ, truy thế nào đây? ra khỏi giác kỹ chàng tất cả các địa phương khác đều cấm động thủ. Ta thật không ngờ ngươi lại mê muội như vậy, bất quá mặc dù chỉ là giao thủ hai chiêu, nhưng ít nhất cũng biết được tên này tinh thông hai loại thần thông thuộc tính phong lôi, cũng không uổng phí một phen tâm tư. Hắn còn có bảo vật là tòa tiểu sơn kia lần đầu tiên ta nhìn thấy, có thể đương nhiên chống đỡ với xích viêm chảo của ta. Cái này cũng là khó giải quyết, về phải tìm cách hóa giải mới được. Hồng Sa đương nhiên không dám nói thêm điều gì vì vậy hai người cũng lập tức từ trên không hạ xuống hội hợp với đám người xích thiên rồi cùng nhau rời đi lúc này ở lại chỉ còn các phi linh tộc nhân khác không ngớt luận bàn việc hàn lập đột nhiên lui bước chuyện gì xảy ra vậy không phải ta đã nói rồi sao ra khỏi lãnh địa của tộc thì không được hành động một mình ngươi như thế nào lại đi giác kỹ chàng phân tranh cùng xích dung tộc vậy kim duyệt nhìn chằm chằm vào ngân sam nữ tử đang thúc thủ đứng trước mặt lạnh lùng hỏi giờ phút này vị đại trưởng lão của thiên bằng tộc ngồi ở trong một lầu các, thạch trưởng lão ngồi ngay ngắn một bên, nhưng ánh mắt chấp động, đồng dạng có tia bất mãn. Sắc mặt nữ tử tái nhợt không dám lên tiếng, bạch bích cùng hàn lập cũng đứng ở một bên, bạch bích cúi đầu không nói, lộ rõ vẻ bất an, hàn lập thì thần sắc vẫn bình thản. Ngay từ lúc hắn mang lôi lan về thì không hiểu sao hai người kim duyệt đã biết qua sự tình, lập tức chạy lại đây gian dậy một phen. Mặc dù việc này trách nhiệm thuộc về lôi lan, nhưng Bạch Bích lại biết mà không ngăn cản, hiển nhiên cũng gánh chịu một chút gian dậy. Đại trưởng lão, vị xích dung tộc hồng sa kia trong tay có lôi tinh thạch, nếu ta lấy được vật đó, sau này tiến giai linh tối thiểu có ba thành nắm chắc. Đệ tử do đó nhất thời hồ đồ, lôi lan rốt cục mở miệng thì thào, lôi tinh thạch, khó trách ngươi lại động tâm, nhưng đây cũng không phải là lý do ngươi tùy tiện như vậy. Các ngươi lấy tu vi của mình so sánh với sự tồn vong của tộc xem, bên nào trọng bên nào khinh. Hẳn phải rõ ràng chứ, phải biết rằng, để bồi dưỡng hai vị thánh tử các ngươi trong tộc đã phải xuất ra vô số linh dược cùng tinh thạch mới khiến các ngươi tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn như vậy nếu không mặc cho hai ngươi tư chất hơn người cũng không có được ngày hôm nay kim duyệt vẫn đầy vẻ tức giận lôi lan nghe vậy không nói gì trên mặt ẩn hiện vẻ xấu hổ trong lúc nữ tử này không biết nói gì thì thạch trưởng lão lại mở miệng cười được rồi kim trưởng lão mặc dù lần này lôi lan có chút liều lĩnh nhưng cũng may hàn đạo hữu đã tới kịp thời cũng không có xảy ra chuyện gì Hàn Đạo Hữu đã xử lý chuyện này như thế nào, cũng không có gì, hơn phân nửa là vị thánh tử xích dung tộc này hoài nghi muốn thử chúc thần thông của ta. Hắc hắc, nghe nói Hàn Đạo Hữu giao thủ cùng chúc âm tử vẫn chưa rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không dây dưa nhiều. Đây đúng là một cử chỉ sáng suốt, thạch trưởng lão nói với khẩu khí tán thưởng, vãn bối cũng là người biết nặng nhẹ. Hàn lập cười nói, từ hôm nay trở đi, ba người các người tuyệt đối không được rời khỏi lầu các một bước nào, chỉ cần bình tĩnh chờ thí luyện bắt đầu là được. Các chuyện khác giao cho hai người chúng ta xử lý." Kim Duyệt trầm ngâm một chút rồi lên tiếng phân phó. "Vâng, đại trưởng lão." Lúc này hai người Lôi Lan và Bạch Bích hiển nhiên phải cung kính tòng mệnh. Hàn Lập cũng liền ôm quyền không có ý kiến gì, lại nói tiếp, thân phận của Hàn Lập hôm nay tại Thiên Bằng tộc có chút kỳ lạ. Trên danh nghĩa hắn cũng đã gia nhập và trở thành thánh tử của tộc này, nhưng địa vị lại gần giống như khách khanh vậy. Hơn nữa hôm nay biểu hiện của Kim Duyệt lại tỏ ra khách khí với hắn một cách dị thường chờ sau khi hai vị trưởng lão rời đi ba người hàn lập về chỗ mình đóng cửa tu luyện đều không xuất ngoại nữa trong suốt mười mấy ngày sau đó kim duyệt và các phi linh tộc trưởng lão khác mỗi ngày đều tụ hội tại đại điện của ngọc hoàng đình không biết thương thảo chuyện gì hai tháng sau tại bầu trời của một cao nguyên hoàng thổ dị thường một đội cự cầm phi trùng ước đến ngàn con chợt xuất hiện bay vụt qua trên lưng phi cầm tất cả đều nhìn thấy loáng thoáng bóng người hoặc đứng hoặc ngồi đúng là đoàn người xuất phát từ ngọc hoàng đình hướng tới cửa vào địa uyên. Hàn Lập và mấy thiên bằng tộc nhân khác cưới cự cầm màu trắng, đi ở nhóm giữa. Đội ngũ này mặc dù khổng lồ, nhưng là trải qua thời gian dài phi hành, mọi người cũng không có nói chuyện. Hàn Lập ngồi xếp bằng trên lưng cự cầm, yên lặng đưa mắt nhìn bốn phía. Khoảng cách từ Ngọc Hoàng Đỉnh tới cửa địa uyên so với tưởng tượng ban đầu của hắn thực còn muốn xa hơn rất nhiều. Đột nhiên phi linh tộc nhân phía trước rộ lên một trận sao động, mơ hồ truyền tới một tiếng kinh hô, toàn bộ đội ngũ chậm độn tốc lại thần sắc hàn lập vừa động, thần niệm lập tức hướng phía trước đảo qua. Chỉ thấy ngoài phương cách bọn họ ngàn dặm bỗng nhiên xuất hiện một bức tường lớn, cao chừng ba bốn trăm trượng, nếu đứng ở mỗi bên nhìn lại thì không thể nhìn thấy cuối bên kia. Trên tường, cứ mỗi trăm trượng lại có một trụ bạch ngọc. Mấy cột trụ này chỉ cao khoảng 10 trượng, nhưng đều có thanh quang chấp động, toàn bộ là từng đạo phù vân minh ấn huyền ảo dị thường bảo phủ bên ngoài, cũng không biết sử dụng làm gì. Tại một bên bức tường còn có một lầu các hình trụ cao chừng ba bốn mươi trượng, cảm giác mấy ngàn người có thể ngồi ở đây. Mà trên bầu trời của bức tường, xuất hiện nhiều phi linh tộc nhân khác, lẳng lặng đợi bọn Hàn Lập. Tham kiến chư vị trưởng lão, một trung niên nam tử mặc chiến giáp màu xanh đứng từ xa ôm quyền hướng đến bên này. Nguyên lai like năm nay là Kim Phong lão đệ, thật đúng là có duyên. Kim lão đệ, hẳn là đã nhận được tin tức chúng ta chuyển tới. Hàn Lập ở bên cũng lập tức bay ra đứng nhìn phía mấy vị trưởng lão. Một lão phụ nhân, một trung niên nam tử cùng với một lão giả trên mặt đầy hình xăm quái dị. Ba người này đúng là những trưởng lão có quyền lực nhất trong hội liên tịch các trưởng lão. Thế nhưng trước mặt thanh niên nam tử mặc chiến giáp màu xanh kia lại tỏ ra vô cùng khách khí. Chương 1435, Tứ sát hóa giáp thuật. Ánh mắt Hàn Lập Đảo qua trên người mặc thanh giáp kia, trong lòng chợt phát lạnh. Thanh giáp nhân này tu vi sâu không thể lường được, thậm chí tuyệt không dưới ba vị đại trưởng lão kia, trách không được ba lão này lại tỏ ra khách khí như vậy hơn nữa hàn lập cảm nhận trên thanh giáp của nam tử này thật sự có chút kỳ lạ trong bề ngoài thì như đơn giản dị thường ảm đạm u ám không có bất kỳ ký hiệu pháp trận cùng hoa văn gì nhưng hàn lập dùng thần niệm đảo qua thì phát hiện một loại cảm giác vô cùng kỳ dị nhìn kỹ lại bằng mắt thì bỗng nhiên phảng phất liên tưởng tới một chuyện tình không thể tin được hắn không hề có cảm ứng sai thanh giáp này dĩ nhiên lại được ngưng tụ từ sát khí cực kỳ nồng hậu trách không được khí tức lại quen thuộc đến như vậy nhưng sát khí tồn tại nhiều như vậy trong người thân thể không những không bận gì mà ngược lại còn có thể bước ra bên ngoài biến ảo thành hình áo giáp loại thần thông này thực không thể tưởng có thể tồn tại trên đời kinh hãi một chập hàn lập xoay chuyển ánh mắt vừa vặn chú ý tới mấy vạn phi linh tộc nhân đang trôi nổi phía sau nam nhân nọ mỗi một người đều mặc một chiến giáp đủ màu sắc linh mục trong mắt hàn lập chợt lóe lên nhìn kỹ một hồi ngay lập tức đồng tử hắn không khỏi co rút lại Chiến giáp của những người này không nghĩ lại đều đồng dạng giống như của nam nhân kia, đều là sát khí biến ảo mà thành. Chỉ bất quá bởi vì tu vi sâu cạn khác nhau mà chiến giáp có chút bất đồng, có cái giống như thực thể, nhưng có cái lại mơ hồ dị thường, như ẩn như hiện. Cảnh này khiến Hàn Lập vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc này, thanh giáp nam tử sau khi chào tam đại trưởng lão đã đưa mắt nhìn về mọi người phía sau, lộ vẻ tươi cười. bổn tộc 300 năm mới có một lần thí luyện, kim chắc vốn tuyệt không dám khinh thường.